Lúc này Tô Tín quả thật có một thanh binh khí hoàng cấp liền có thể dung nhập huyết khí vào trong kiếm, trở thành huyết hà thần kiếm, chân chính. Hệ thống phân công pháp tam tinh nửa thành ba phần cũng không phải không có đạo lý, dạng kiếm pháp này có huyết hà thần kiếm mới thật sự là huyết hà thần kiếm. Trước kia Tô Tín đã từng thẩm tra qua, huyết hà thần kiếm chính bản là binh khí địa cấp, theo hệ thống đánh giá thì đây là hàng cao cấp, muốn hối đoái nó cũng cần 1.600 điểm giá trị phản phái. Nhiều giá trị phản phái như vậy, hiện tại tô tín là không cần nghĩ cũng biết nên thành thật sử dụng du long kiếm a với cường độ của du long kiếm không cách nào dung nhập huyết khí quá nhiều tối thiểu tô tín phải có một thanh binh khí huyền cấp mới được rút du long kiếm ra phía trên bao phủ một tầng huyết khí màu đỏ kiếm khí giống như phi huyết đỏ tươi ướt át tô tín thu hồi huyết khí trên du long kiếm vũ khí tam tinh nửa tiêu hao nội lực không nhỏ huống hồ huyết hà thần kiếm không phải võ công danh môn chính phái sử dụng Tô Tín hiện tại sử dụng thân phận, mạnh thanh trạch, cho nên phải ít dùng kiếm pháp này mới được, tối thiểu thời gian sử dụng cần phải che lấp một chút, huyết khí đỏ rực quá mức dọa người. Thu kiếm vào vỏ, thành trường kiếm nằm bên hông Tô Tín, bên kia là hồ lô rượu, hắn đi ra ngoài mua một con khoái mã, trực tiếp đi thẳng tới hướng thành thương sơn. Dùng thời gian hai ngày, trong tình huống không có gì gấp, Tô Tín chậm rãi tiến tới cửa thành thành thương sơn. Thân là đại thành lớn nhất tương nam, thành thương sơn được xây dựng vô cùng đồ sộ, Thành Thương Sơn được đặt theo tên ngọn núi bên cạnh nó. Chương 146 Thành Thương Sơn 2. Thành Thương Sơn xây dựng dựa vào núi, nó ngọn núi này là Thương Sơn. Thương Sơn cũng không cao nhưng lại thập phần hiểm yếu, ba mặt chung quanh là vách đá, chỉ có một mặt chính là quan đạo của Tương Nam và Trung Nguyên. Cho nên Thành Thương Sơn có hình dáng đặc biệt, ba mặt tường đều là tử lộ, cửa ra vào duy nhất nằm ở giao lộ. Tô Tín đi tới Thành Thương Sơn thì bốn cửa thành đều chặt kín thương nhân Tương Nam cùng Trung Nguyên, cảnh tượng náo nhiệt như chợ phiên nhiều hơn những thương nhân kia chính là võ giả giang hồ gần như ai cũng mang đao kiếm và vẻ mặt cao ngạo người ra vào cửa thành quá đông đặc biệt là một ít thương nhân từ trung nguyên đến mang theo xe ngựa hàng hóa vào trong thành cũng ảnh hưởng tiến độ làm cho những võ giả chờ bên ngoài vô cùng không kiên nhẫn nhưng dù cho không kiên nhẫn thì bọn họ cũng không dám phát tác tại cửa thành có vài tên đệ tử thành thương sơn đang đóng bên ngoài với thực lực hậu thiên đại viên mãn đủ để chấn nhiếp đại đa số võ giả Huống hồ cho dù là võ giả tiên thiên muốn nháo sự cũng phải suy nghĩ tới sức nặng của mình, nhìn xem chính bản thân mình có tư cách lật cổ tay với thành thương sơn hay không. Tô tín cao mày, hắn không biết còn phải chờ bao lâu mới có thể đi vào trong thành cho nên hắn trực tiếp ỉ vào thực lực của mình và hóa thành tia chấp trực tiếp xuyên qua mấy đoàn xe và đi tới giữa cửa thành. Những võ giả khác còn chưa kịp tỏ vẻ phẫn nộ khi Tô Tín xông vào, bọn họ lại cảm nhận được khí tức khủng bố của Tô Tín liền câm miệng không nói lời nào hơn nữa những võ giả giữ cửa thành thương sơn làm như không nhìn thấy tô tín cũng không ai nói một lời võ giả tiên thiên đi tới nơi nào cũng có đặc quyền huống hồ tô tín cũng không trêu chọc chuyện gì chỉ là chen ngang mà thôi người có bản lĩnh không đụng phải một người cũng có thể chen vào chúng ta sẽ không có ý kiến gì không đề cập tới những gia hỏa ở cửa thành có oán khí với mình tô tín chậm rãi đi vào trong thành thương sơn cả thành thương sơn vô cùng phồn hoa Đám người lui tới cộng thêm hàng loạt hàng hóa giao dịch cho nên trong thành Thương Sơn vô cùng chen lấn, khắp nơi đều là cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt. Tô Tín đang suy nghĩ làm sao ra tay với chuyện người thừa kế thành Thương Sơn, bỗng nhiên hắn nhìn thấy trong đám người có võ giả liên tục chạy về một hướng, trên mặt bọn họ còn mang theo thần thái hưng phấn. Hắn lập tức nghi hoặc nhìn sang võ giả kia, nói: "Vị huynh đài này, phía trước xảy ra chuyện gì sao? Vì sao mọi người đều hưng phấn chạy về hướng đó thế?" Tô Tín lúc này cũng không có phóng thích khí thế võ giả Tiên Thiên ra ngoài, không cẩn thận cảm giác sẽ không phát hiện hắn chính là võ giả Tiên Thiên. Võ giả bị Tô Tín giữ chặt nhìn bộ dạng chừng 20 tuổi, thực lực hậu thiên trung kỳ, hắn không có khả năng phát hiện ra thực lực Tô Tín. Vốn hắn bị Tô Tín giữ chặt còn có chút không vui, sau khi nhìn thấy người giữ mình là người trẻ tuổi anh tuấn, nho nhã lễ độ cho nên sinh ra hảo cảm, những lời oán hận cũng bị nghẹn, hắn cười nói: "Huynh đệ người hẳn lần đầu tiên tới thành Thành Thương Sơn a?" Tô Tín gật gật đầu, hỏi, huynh đài làm sao nhận ra? Võ giả kia hào sảng cười nói, đừng gọi ta là huynh đài, ta tên là Phương Hạo. Tô Tín cũng chắp chắp tay, khóe miệng còn cười vui vẻ, nói, Phương huynh mời, tại hạ mạnh thanh trạch. Phương Hạo vừa kéo Tô Tín vừa đi về hướng đám người đang đi. Chỉ cần người đã tới Thành Thương Sơn sẽ không có ai không biết Phong Vân Lôi, mỗi ngày vào thời điểm này là lúc Phong Vân Lôi khai chiến, đương nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều người vây xem. Huống hồ Phong Vân Lôi hôm nay đặc sắc, nghe nói nữ nhi của thành chủ thành thương Sơn Yến sẽ phái người tới quan sát phong vân lôi. Phong vân lôi này là chuyện gì? Tô Tín hỏi, Phương Hạo xem như người ưa thích nói chuyện, có mấy lời muốn nói, nghe Tô Tín hỏi như vậy cũng bày ra bộ dạng hiểu rộng biết nhiều giảng giải với Tô Tín. Nhắc tới phong vân lôi cũng là một loại đặc sắc của thành thương Sơn, chính là Yến thành chủ thành lập một tòa lôi dài lộ thiên giữa thành. Phong vân lôi có 100 bài danh, mỗi võ giả chỉ cần giao nạp phí tổn cũng có thể tiến hành tỉ thí trên phong vân lôi, khiêu chiến một người thành công, bài danh của ngươi sẽ tấn cấp, hơn nữa thắng được tiền thưởng lớn, hơn nữa ngươi còn có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến hoặc bị khiêu chiến. Tiếp tục khiêu chiến sẽ đạt được nhiều tiền thưởng hơn, nhưng thua sẽ không có gì, hơn nữa nếu có người khiêu chiến ngươi, người đạt được tiền thưởng cũng thuộc về người nọ. Nếu muốn dừng có thể bỏ ra một phần ba tiền thưởng là có thể an toàn rời khỏi. Top 30 trên phong vân lôi chỉ cần bảo trì vị trí không lọt ra khỏi top 30, Yến Thành Chủ sẽ ban cho bọn họ rất nhiều tiền thưởng. Tô Tín âm thầm gật gật đầu, Yến Hoàng Cửu không hổ là người có thể thành lập thành Thương Sơn lớn nhất tương nam, hắn quả nhiên có suy nghĩ hay. Cho dù Phong Vân Lôi thế nào cũng không thiệt thòi, rất nhiều võ giả giao nạp phí tổn tham gia Phong Vân Lôi, chỉ có trước 100 mới có tiền thưởng, hơn nữa cho dù người thắng bao nhiêu, chỉ cần thua một hồi sẽ không còn vốn gốc. Hơn nữa cho dù người thắng muốn lấy tiền rời đi cũng cần giao ra một phần ba phí tổn mới được. Yến Hoàng Cửu trả giá duy nhất chính là tiền thưởng cho top 30. Nhưng số tiền này so với lợi nhuận của Phong Vân Lôi quả thực chỉ là mưa bụi mà thôi. Chương 147 tranh giành người thừa kế 1. Yến Hoàng Cửu kiến lập Phong Vân Lôi làm cho Tô Tín cảm thấy hứng thú, tuy Tô Tín cảm thấy hắn hao tổn tâm cơ thành lập Phong Vân Lôi tuyệt đối không phải vì vơ vét của cải đơn giản như vậy. Nhân vật tới cấp bậc Yến Hoàng Cửu thì tiền tài với hắn chỉ là con số. Hiện tại Tô Tín chỉ có thể nhìn thấy một chút chỗ tốt của Phong Vân Lôi đó chính là hấp dẫn đại lượng tán tu tới thành Thương Sơn. Phàm là võ giả có chút thực lực, truy cầu của bọn họ không phải là tiền tài, mà là hai chữ, danh lợi. Võ Lâm Trung Nguyên có nhân bảng nhưng bọn họ trèo lên không nổi, nhưng ở Thành Thương Sơn có phong vân bảng sẽ giúp bọn họ dương danh. Đặc biệt là đãi ngộ của bài danh top 30, quả thực chính là nhân vật giống minh tinh, chỉ cần có thể đứng vững gót hân trên phong vân lôi là có thể chứng minh thực lực của mình trong Thành Thương Sơn. Nhưng đánh ra danh tiếng trên phong vân lôi chỉ có lợi với đám võ giả, Yến Hoàng Cửu có thể được cái gì? hắn đang suy nghĩ thì nghe Phương Hạo dùng ngữ khí hâm mộ nói, nếu như ngươi có thể đạt được bài danh ngoài top 10 dưới top 30 phong vân bảng, hoặc là trực tiếp xiết vào top 30 sẽ dược thành chủ đại nhân tự mình mời chào. Đến lúc đó ngươi có thể chính thức gia nhập dưới chướng thành thương sơn, đây chính là đãi ngộ tốt hơn các tiểu tông môn, cũng có thể uy phong với người ta. Tô Tín nghe xong lập tức giật mình, đoán chừng đây mới là mục đích chính thức của Yến Hoàng Cửu khi thành lập phong vân lôi, kỳ thật hắn chỉ muốn tìm nhân tài mà thôi. Thành thương sơn lớn như vậy, tám phần tán tu cả tương nam đang tập trung nơi này, nếu Yến Hoàng Cửu không muốn biến bọn họ thành chiến lực của mình, vậy hắn cũng cũng không phải là nhân vật kiêu hùng một phương. Nếu đi tìm từng người, hoặc là chờ người ta chủ động gia nhập, như vậy không chỉ chậm không nói, còn dễ dàng không rõ thực lực và có thể nhìn lầm. Có phong vân lôi sẽ dễ làm, tất cả chỉ nhìn chiến lực, chỉ cần ngươi có thực lực sẽ có tư cách được thành thương sơn mời chào, ưng thuận trọng thường, nhất phi trùng thiên. Hai người nói chuyện cũng đi vào nội thành đồng thời Tô Tín cũng nhìn thấy phong vân lôi ở trung tâm tòa thành. Phong vân lôi lớn chừng ngàn bước, bên cạnh còn có một ít lôi đài nhỏ hơn, thời điểm bình thường có thể cung cấp 5 phe chiến đấu, do đó cũng làm tốc độ đổi mới của phong vân bảng nhanh hơn. Trên phong vân lôi không thấy một người, ở dưới đài bày ra một đám ghế, hơn 10 tên người trẻ tuổi ngồi tại đó, chung quanh còn có một đám võ giả bảo vệ chung quanh, từ đó nổi bật thân phận tôn quý của bọn họ. Lúc này Phương Hạo nhỏ giọng nói, Mạnh Huynh, người phải nhớ kỹ những người này, Người trong thành thương Sơn không ai muốn chọc bọn họ, bọn họ đều là con cái của Yến Thành Chủ. Gần đây Yến Thành Chủ chuẩn bị chọn người thừa kế, hắn cho 13 con cái của mình một tấm lệnh bài. Mỗi tấm lệnh bài liền đại biểu ngươi nắm một đầu thương lộ, trong vòng một năm ai kiếm tiền nhiều hơn thì người đó sẽ kế thừa thành thiên Sơn. Cũng có thể tặng lệnh bài, cũng có thể thông qua phong vân lôi tỉ thí cướp lấy. Chỉ cần có thủ hạ của người này đánh bại tất cả thủ hạ của người khác là có thể đoạt được một tấm lệnh bài cho nên trong khoảng thời gian này bọn họ đều hẹn nhau đi phong vân lôi đại chiến và đá vài người ra ngoài. Những người này không phải dễ chọc, đã đánh vài ngày nhưng không có vị công tử nào có thể đánh phục đối phương, ngược lại có thể nhìn thấy vài trò hay nội đấu trong gia tộc. Trong mắt Tô Tín bắn ra tinh quang, không nghĩ tới Tê, Tê Ranh đoạt người thừa kế hành thương Sơn đã mở ra, hơn nữa Yến Hoàng Cửu nghĩ ra biện pháp tốt. Vậy mà muốn thông qua thương lộ kiếm tiền khảo hạch người thừa kế. Điểm này cũng hợp lý, dù sao thành thương sơn có thể sừng sững trên tương nam chính là dựa vào buôn bán nổi danh đổi một người không hiểu gì về buôn bán làm thành chủ thành thương sơn thì nó sẽ mai một trong vài năm cho dù hiểu buôn bán cũng không đạt yêu cầu dù sao thành thương sơn là tòa thành buôn bán nhưng kỳ thật căn bản của thành thương sơn chính là vũ lực nếu không có yến hoàng cửu là dung thần cảnh võ đạo tông sư nếu không có cao thủ do yến hoàng cửu mời chào tỏa trấn thành thương sơn chỉ sợ thành thương sơn giàu có và đông đúc đã sớm bị các đại môn phái võ lâm tương nam chiếm đoạt không còn. Chính bởi vì như thế, Yến Hoàng Cửu lúc này mới thêm một quy tắc, đó chính là thông qua phong vân lôi đoạt lệnh bài của người khác, đây chính là dùng vũ lực. Chinh phục kẻ khác, gia tăng một thương lộ cho mình, cũng có thêm một phần thắng. Dù sao những người này là con thân sinh của Yến Hoàng Cửu, cho dù hắn muốn tìm một người thừa kế hợp cách nhưng không đành lòng nhìn bọn họ tự giết lẫn nhau, cho nên lúc này mới có việc bảo thủ hạ của mình ra tay trên phong vân lôi. Dù sao thực lực của thủ hạ cũng đại biểu thực lực người thừa kế, cũng thuận tiện khảo nghiệm năng lực khống chế nhân tâm của đối phương. chương 148 tranh giành người thừa kế 2 Tô Tín nhìn 13 người con thừa kế của Yến Hoàng Cửu, đôi mắt hắn híp lại, nói Phương Huynh, tại hạ mới đến, người có thể giới thiệu kỹ càng cho ta về mấy vị công tử hay không? Thiết vô tình cho Tô Tín tư liệu nhiệm vụ chỉ có ghi 13 người thừa kế Yến Hoàng Cửu mà thôi. Cho dù Tô Tín đã nhớ rõ những tin tức này trong lòng nhưng thế giới này cũng không có ảnh chụp, dựa vào miêu tả vẻ ngoài như vậy, Tô Tín cũng không có biện pháp phân biệt bọn họ là ai với ai. Tật xấu rong dài bát quái của Phương Hạo lại phát tác, hắn chỉ vào người ngồi ở giữa, đó là nam tử thân thể cao lớn. Đây là nhi tử đầu tiên của Yến Thành Chủ, đại công tử Yến Thư Hằng. Trong 13 người con, Yến Thư Hằng lớn tuổi nhất, hắn tích lũy cũng sâu nhất trong thành Thương Sơn. Hắn lần lượt chỉ vào người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn gần yến thư hằng, đây là nhị công tử của Yến thành chủ, hắn lại yến trọng hằng, làm người âm tàn độc ác, ngang ngược càn rỡ. Người cũng phải cẩn thận chút ít, trong thành Thương Sơn có không ít võ giả không có mắt chọc nhị công tử và bị phế võ công ném ra khỏi thành Thương Sơn. Phương Hạo lại tiếp tục chỉ vào người trẻ tuổi áo trắng, nói, hắn là cửu công. Tử của Yến thành chủ, Yến Thịnh hằng, làm người phóng khoáng, trọng nghĩa khinh tài, thanh danh bên ngoài rất tốt tính cách trái ngược với nhị công tử. Phương Hạo cuối cùng chỉ vào người trẻ tuổi không kém tô tín bao nhiêu, thiếu niên này rất tuấn tú, nói hắn là thập tam công tử của Yến Thành Chủ, Yến Kế Hằng, hắn là tiểu nhi tử được Yến Thành Chủ thích nhất, hộ vệ của hắn đều là thành chủ mời chào, chỉ có hắn là được Yến Thành Chủ ban cho ba tên hộ vệ cảnh giới tiên thiên. Những chuyện khác ta không rong dài, trước mắt cũng chỉ có bốn công tử này có khả năng tranh đoạt vị trí thành chủ nhất, những người còn lại kém một chút, hơn nữa bọn họ cũng biết thực lực mình không được nên tám người khác phân biệt đầu nhập vào bốn người này, chờ mong tương lai không làm được thành chủ cũng có thể sống cuộc đời phú quý. Tô Tín nhìn về vào một hơi hẻo lánh, hắn sờ sờ cái mũi nói, Yến thành chủ có 13 người con, người nói còn thiếu một người A. Phương Hạo cũng nhìn về nơi hẻo lánh, nơi đó có một nữ tử đại khái 20 tuổi đang ngồi, theo sau là một lão bộc và ba hộ vệ, so với những người khác sau lưng có mười mấy người thì như vậy quá tranh lệch. Nữ tử này mặc áo trắng xinh đẹp, tuy dung mạo rất đẹp nhưng không thể nói nói nàng khuynh quốc khuynh thành. Trên người nàng mang theo khí chất thanh nhã thoát tục làm nội tâm người đối diện thoải mái, cũng sinh ra cảm giác thân cận với nàng. Nghe Tô Tín nhắc tới nữ tử áo trắng, Phương Hạo thở dài một tiếng và nói, đây là con gái thập nhị của Yến Thành Chủ, nàng là Yến Khuynh Tuyết Yến Tiểu Thư, không giống những người khác, nàng là con tư sinh. Tuy các công tử Tiểu Thư khác là cùng cha khác mẹ nhưng mẫu thân đều xuất thân Tiểu Thư khuê các có bối cảnh, chỉ có mẫu thân Yến Tiểu Thư chỉ là người bình thường, cho nên trong 13 người con của Yến thành chủ thì nàng là người bị bài xích nhiều nhất. Kỳ thật Yến tiểu thư làm người thực rất tốt, đối xử với những tán tu thành thương sơn như chúng ta không có ngạo khí. Có đôi khi chúng ta không cẩn thận chọc nhị công tử thì nàng còn có thể giúp chúng ta cầu tình. Nhưng đáng tiếc soát thân Yến tiểu thư đã định trước nàng không thể làm thành chủ thành thương sơn, nàng hiện tại còn chưa quyết định sẽ giúp đỡ vị công tử nào, hành động của nàng như thế làm đám đại công tử cực kỳ bất mãn. Kỳ thật hiện tại Yến Tiểu Thư lựa chọn tốt nhất là giao lệnh bài cho một vị công tử nào đó và đổi lấy hắn che chở, chờ những công tử này phân thắng bại mới đưa lệnh bài ra, sau này Yến Tiểu Thư khó mà sống tốt được. Tô Tín nhìn Yến Khuynh Tuyết cô đơn ngồi ở nơi hẻo lánh, trong mắt mang theo vẻ hân thường, vậy thì không nhất định, dựa vào bố thí đạt được cái gì đó cũng không bảo đảm, có nhiều thứ phải do chính mình theo đuổi. Phương Hạo biểu môi, cảm giác vị mạnh huynh mới quen có phần lý tưởng hóa đúng là có nhiều thứ phải theo đuổi nhưng điều kiện tiên quyết người phải có thực lực theo đuổi a à. bản thân yến khuynh tuyết chính là con tư sinh không được các huynh đệ khác thích bản thân cũng không có tài nguyên căn bản không thể bồi dưỡng ra thủ hạ cường đại thế lực của nàng hiện tại thậm chí còn không có khả năng thắng bất cứ người nào nàng hiện tại không đầu hàng nàng lấy cái gì đi tranh giành phương hạo đang muốn hảo hảo phản bác lời của vị đồng bạn bên cạnh mình hắn phát hiện đối phương thất thần không thể không nói sức quan sát của phương hạo rất mạnh Tô Tín thật thất thần, đó là bởi vì hắn nghe được hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến. Tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến, thay lòng đổi dạ, miêu tả nhiệm vụ, thắng được Yến Khuynh Tuyết yêu thương và rời đi, ban thưởng nhiệm vụ, 500 điểm giá trị phản phái, 5 lần rút thưởng trung cấp, thời hạn 1 năm. Thất bại trừng phạt, khấu trừ 500 điểm giá trị phản phái, thọ nguyên 5 năm. Nói thật, Tô Tín nhận được nhiệm vụ này liền có cảm giác muốn thổ huyết, tại sao hệ thống cho nhiệm vụ không có tiết tháo gì cả? đùa bỡn tình cảm con gái người ta, Tô Tín không có hứng thú làm, cũng không muốn làm. Nhưng nhiệm vụ này chính là nhiệm vụ chính tuyến, căn bản không cho phép người từ bỏ nhiệm vụ, người tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp. Trừng phạt của nhiệm vụ quá không thoải mái, 500 điểm giá trị phản phái cũng bỏ đi, về sau có thể chậm rãi tích lũy dần, hắn không thể để mất 5 năm thọ nguyên A, dù sao không ai muốn chết sớm 5 năm cả. Trường 149 nhiệm vụ phiền toái 1. Bình tĩnh mà xem xét, Yến Khuynh Tuyết tuyệt đối xem như mỹ nữ nhất lưu, Tô Tín là một đại nam nhân càng không thể không nhìn. Nhưng nhiệm vụ lần này quá chó má, Tô Tín chỉ ngại phiền toái mà thôi. Giống như lúc trước hắn thoát khỏi Thường Ninh phủ còn phải an bài phi ưng bang thỏa đáng, hiện tại còn phải làm Yến Khuynh Tuyết yêu thương, nhưng nếu làm như hệ thống quá khốn kiếp, sau khi đạt được tình cảm của người ta liền bỏ đi. Nhưng kiếp này trọng sinh, Tô Tín không muốn có một đoạn tình cảm với nữ tử giang hồ gì đó. Kể cả nữ nhân ưu tú như Tạ Chỉ Yến Tô Tín phần lớn thời gian cũng chỉ thưởng thức, hắn không có tâm tư khác. Thế giới này càng tàn khốc hơn thế giới trước, ngươi không có thực lực, cho dù là nữ nhân khuê các dịu dàng hay nữ tử giang hồ hào khí bừng bừng cũng sẽ một cước đá ngươi văng xa. Trước khi thực lực đại thành, tôi Tín không có thời gian nhàn đi duy trì một đoạn tình cảm, cũng không muốn làm. Nhưng nhiệm vụ lần này thật sự là quá mức khốn kiếp, hắn không tiếc không được. Nhìn thân thể nhu nhược của Yến Khuynh Tuyết, Tô Tín nói thầm, cũng được nhiệm vụ lục phiến môn lần này bắt đầu từ ngươi. Nếu ta nhất định phải tổn thương ngươi, ta sẽ tặng ngươi một ba ẩn đại lễ đền bù tổn thất, ngươi muốn cái gì ta sẽ đi tranh giúp ngươi. Yến Khuynh Tuyết nghĩ muốn cái gì, kỳ thật nàng muốn rất đơn giản, chính là muốn thủ hộ tôn nghiêm bản thân mà thôi. Nàng không muốn đi tranh vị trí thành chủ thành thương sơn, nàng cũng biết mình không có tư cách đi tranh. Trong rất nhiều con cái của Yến Hoàng Cửu, mẫu thân của bọn họ đều là khuê các cưới hỏi đàng hoàng, cũng là đệ tử đại phái trong võ lâm tương nam. Yến Hoàng Cửu có thể dùng thân phận tán tu sáng lập thành thương sơn lớn nhất tương Nam, hắn dựa vào không chỉ thực lực bản thân mình, còn cần thế lực khác trong tương Nam tương trợ. Bất cứ địa phương nào, quan hệ thông gia đều là thủ đoạn kết minh thích hợp nhất, tất cả thế lực lớn trong tương Nam xem trọng Yến Hoàng Cửu cho nên mới gả con gái hoặc đệ tử của mình đi thông gia. Cho nên tất cả thê thất của Yến Hoàng Cửu đều có bối cảnh thế lực võ lâm tương Nam, thời điểm bọn họ nhen nhóm dã tâm muốn làm thành chủ tự nhiên cũng phải sử dụng bối cảnh của mẫu thân mình. Trong 13 người con, chỉ có mẫu thân Yến Khuynh Tuyết là người bình thường mà thôi. Thậm chí trước khi Yến Khuynh Tuyết 10 tuổi đã theo sau mẫu thân sống trong một thị trấn nhỏ, sau khi mẫu thân của nàng qua đời, Yến Khuynh Tuyết mới được nhận trở về thành Thương Sơn. Chính bởi vì như thế, nàng trời sinh liền bị các con cái khác của Yến Hoàng Cửu bài xích và khi dễ. Hiện tại Yến Hoàng Cửu cho phép những người bọn họ tư cách tranh đoạt vị trí người thừa kế, Yến Khuynh Tuyết cũng không dám có chút suy nghĩ nào khác. Nàng lại không muốn cầm lệnh bài của mình giao ra cho kẻ khác. Có lệnh bài trong tay nàng chính là con của Yến Hoàng Cửu, là một trong những người thừa kế thành Thương Sơn. Nếu giao lệnh bài ra, nàng chỉ có thể trở thành kẻ phụ thuộc kẻ khác, vận mệnh của mình sau này cũng giao vào trong tay người ta. Yến Khuynh Tuyết không cho rằng các ca ca sẽ cho nàng cơ hội xoay người, sẽ đối xử tử tế với người đáng thương như nàng, thậm chí tới bây giờ bọn họ còn không đặt nàng vào trong mắt. Cho nên nàng chỉ có thể dùng phương thức này chống cự tới cùng, tuy trong mắt những người khác nàng làm như vậy là quyết định sai lầm trong những người thừa kế tại đây lão nhị yến trọng hằng làm người âm tàn nhất cười nói ta nói các vị chúng ta đánh phong vân lôi thời gian dài như vậy nhưng không ai có thể áp chế đối phương có ý nghĩa hay sao lão cửu yến thịnh hằng phe phẩy cây quạt vài cái hắn lập tức cười nói nếu như ta nhớ không lầm muốn dùng phong vân lôi quyết định thắng thua cũng là nhị ca ngươi nói nha ánh mắt yến trọng hằng lộ ra hào quang tàn nhẫn đây cũng là điểm sai lầm của hắn Vốn Yến Hoàng Cửu ban bố quy tắc tranh đoạt người thừa kế thì bọn họ mơ hồ đi kinh doanh thương lộ của mình đầu tiên, cũng tích lũy một phần tài chính, sau đó lại đi phong vân lôi tranh đoạt lệnh bài của kẻ khác, thuận tiện tranh đoạt thương lộ của đối phương gia tăng tài chính cho mình. Hưng Yến Trọng Hằng lại ý định đầu tiên đoạt được lệnh bài, cướp đoạt thương lộ của kẻ khác, sau đó xác nhập mấy thương lộ và làm một chuyến buôn bán lớn. Hắn tính toán cũng không có sai, nhưng thực lên phong vân lôi thì hắn lại biết có sai lầm, đó chính là vấn đề đứng thành hàng. Yến hoàng cửu có 13 đứa con, đương nhiên ai cũng mơ tưởng tranh đoạt vị trí người thừa kế thành Thương Sơn, với thế lực của bốn người yến trọng hàng lớn như vậy, những người khác hoàn toàn không có cơ hội. Chương 150 nhiệm vụ phiền toái 2, cho nên đã có tranh giành cũng sẽ có chủ động đầu nhập, đến tương lai bọn họ làm thành chủ cũng phân cho kẻ đầu nhập một chén canh. Bọn họ đều là huynh đệ cùng cha khác mẹ, chính mình chủ động đầu nhập vào thì sau này không thiếu chỗ tốt. Nhưng nếu đã lựa chọn đầu nhập thì phải lựa chọn kẻ có khả năng thành người thừa kế nhất tại yến hoàng cửu mặt khác con nối dõi không có đứng thành hàng thời điểm lão nhị yến trọng hằng thực lực có lẽ xem như mạnh nhất bản thân hắn có thực lực tiên tiên khí hải cảnh cũng là người duy nhất trong con cái của yến hoàng cửu đột phá tiên tiên khí hải cảnh hơn nữa mẫu thân của hắn là thánh hỏa ly hỏa giáo đại phái trong tương nam năm đó bị yến hoàng cửu hấp dẫn gả cho yến hoàng cửu hơn nữa còn dùng thân phận bình thê xuất giá trong tất cả con nối dõi của yến hoàng cửu thế lực sau lưng yến trọng hằng thế lực mạnh nhất trong tay hắn bồi dưỡng thế lực cũng là mạnh nhất, có đấu phong vân lôi cũng không ăn thiệt thòi. Nhưng Yến Trọng Hằng có khuyết điểm lớn nhất chính là tính tình táo bạo và độc ác cho nên không ai dám tin tưởng, cho tới lúc bốn người tranh đoạt với nhau vậy mà không có người nào đứng về phía hắn. Mà lão đại Yến Thư Hằng lộ ra vẻ bình thường nhưng dù sao hắn là con trưởng, chiếm cứ danh phận đại nghĩa, hắn cũng bởi vì sinh ra sớm nên được một ít lão thủ hạ của Yến Hoàng cửu tán thành, cho nên có ba người lựa chọn đứng về phía Yến Thư Hằng. Lão Cửu Yến Thịnh Hằng làm người hào sảng đại khí, giỏi về kết giao nhân sĩ giang hồ, có người giang hồ thậm chí đến Thành Thương Sơn cũng chỉ vì muốn gia nhập dưới trướng hắn. Trong các huynh đệ nơi này, Yến Thịnh Hằng làm người cũng không tệ, cho nên có 3 người lựa chọn đứng về phía hắn. Về phần tiểu Yến kế Hằng chính là tiểu nhi tử Yến Hoàng cửu thích nhất, từ trước đều nay hắn được sủng ái nhiều nhất, có hai người lựa chọn đứng về phía hắn. Tuy thế lực 8 người còn khác đều kém xa bốn người Yến Trọng Hằng quá nhiều nhưng cũng là thế lực không tệ. Bởi vậy thực lực ba người khác tăng nhiều và lập tức đuổi theo Yến Trọng Hằng, trong đó lão Cửu Yến Thịnh Hằng thực lực thậm chí mơ hồ vượt qua Yến Trọng Hằng. Vốn có thể thuận lợi cướp lấy lệnh bài của những người khác nhưng không nghĩ tới đánh vài ngày như vậy nhưng không chiếm được cái nào. Yến Trọng Hằng cũng không muốn buông tha như vậy, những người khác đã đứng thành hàng nhưng có một người chưa lựa chọn a. À. Ánh mắt Yến Trọng Hằng nhìn sang Yến Khuynh Tuyết, cười lạnh nói: "Tiểu muội, những người khác phái thủ hạ đến Phong Vân Lôi Tỷ thí, hiện tại chỉ còn ngươi mà thôi." Không bằng như vậy, ta phái thủ hạ của mình đánh với thủ hạ của ngươi và hiệp nhé. Ngươi yên tâm, phiền qua không có vào top 30 phong vân lôi, hắn ra tay sẽ không nặng. Nhìn thấy Yến Trọng Hằng vẫn chỉ đầu mâu vào chính mình, trong nội tâm Yến khuynh tuyết cười khổ một tiếng nhưng vẫn nói, nhị ca, ta hiện tại không muốn tranh đoạt lệnh bài, ngươi muốn khiêu chiến thì mời người khác đi. Phiền qua thủ hạ của Yến Trọng Hằng không có tiến vào trong top 30 nhưng hắn có thực lực hậu thiên đỉnh phong, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, chiến lược thập phần cường hãn, đứng hàng 32 trong phong vân bảng. Người giao thủ với phiền qua trừ thắng ra, kẻ bại gần như không mất mạng cũng tàn phế, Yến Trọng Hằng phái phiền qua ra tay là không có ý tốt. Sắc mặt Yến Trọng Hằng lạnh lẽo tiểu muội người không muốn phái người lên phong vân lôi cũng được, chỉ cần ngươi giao lệnh bài đại biểu thương lộ cho ta, ta cũng không làm khó ngươi. Yến Khuynh Tuyết lắc đầu, ta sẽ không giao lệnh bài ra, nhị ca, ngươi không nên làm khó ta. Làm khó dễ ngươi, yến trọng hằng cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng hiện tại là lúc nào ngươi muốn độc thân ra ngoài là được sao hoặc là giao lệnh bài hoặc là lên phong vân lôi nhìn thủ hạ bị giết sạch lão nhị chuyện này là ngươi không đúng làm gì hù dọa tiểu muội như thế lão đại yến thư hằng mở miệng yến trọng hằng khinh thường hư lạnh một tiếng hắn không có chút kính sợ với đại ca của mình hắn cho rằng vị đại ca của mình chỉ là phế vật mà thôi không duyên cớ chiếm vị trí con trường kết quả làm việc lại lề mà lề mề không quả quyết nếu như mình sinh sớm vài năm nhất định có thể áp chế các huynh đệ khác dưới chân. Yến Thư Hằng hòa ái nói với Yến Khuynh Tuyết, tiểu muội chỉ cần ngươi giao lệnh bài cho ta, sau này ta không bạc đãi ngươi. Mẫu thân ngươi là người chữ châu phủ sao? Ta trực tiếp mua lại thổ địa trống của chữ châu phủ sau đó xây nghĩa trang cho mẫu thân ngươi. Yến Khuynh Tuyết vẫn nhớ mẫu thân của nàng, đây là chuyện ai trong thành thương Sơn cũng biết, Yến Thư Hằng dùng việc này dụ ó ổ nàng, Yến Khuynh Tuyết nhất định sẽ đáp ứng. chương 151 bức bách 1 Yến Trọng Hằng cưỡng bức, Yến Thư Hằng lợi dụ, nhưng đối mặt với bọn họ Yến Khuynh Tuyết vẫn lắc đầu không đáp ứng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Yến Thịnh Hằng muốn nói gì cũng nghẹn lời. Yến Khuynh Tuyết bày ra tư thái ngoan cố tới cùng làm người ta không có biện pháp. Về phần Yến Kế Hằng, hắn căn bản sẽ không nghĩ sẽ đi lôi kéo Yến Khuynh Tuyết. Trong 12 người con khác của Yến Hoàng Cửu, những người này đa số đều xem thường Yến Khuynh Tuyết, trong đó có không ít người chán ghét và không đặt nàng vào trong mắt. Từ nhỏ đến lớn, những người khác lớn tuổi hơn Yến Khuynh Tuyết, bởi vì làm bộ trước mặt Yến Hoàng Cửu cho nên mới thân thiết gọi nàng một tiếng tiểu muội. Yến Kế Hằng tuổi nhỏ nhất, hắn chưa từng gọi Yến Khuynh Tuyết một tiếng tỷ tỷ bao giờ, nguyên nhân là vì mẫu thân của hắn. Mẫu thân Yến Kế Hằng là người cuối cùng gả cho Yến Hoàng Cửu, tuy nàng gả cho Yến Hoàng Cửu thì khi đó Yến Hoàng Cửu lại quanh năm ra ngoài, hơn nữa còn ăn nằm với mẫu thân Yến Khuynh Tuyết và sinh ra Yến Khuynh Tuyết. Chính vì nguyên nhân này mẫu thân hắn rất hận mẫu thân Yến Khuynh Tuyết cho rằng chính là hồ ly tinh này cản trở và lôi kéo Yến Hoàng Cửu không buông, lúc này mới vắng vẻ nàng. Cho nên mẫu thần Yến Kế Hằng từ nhỏ quán thâu cho hắn biết mẫu tử Yến Khuynh Tuyết đáng hận cỡ nào, làm cho Yến Kế Hằng bây giờ cũng hận Yến Khuynh Tuyết rất sâu. Không biết sống chết, Yến Trọng Hằng hừ lạnh một tiếng, nếu như vậy ngươi cũng đừng có trách nhị ca nhẫn tâm, hôm nay ngươi phải lên phong vân lôi, không lên cũng phải lên. Yến Khuynh Tuyết lắc lắc đầu nói, nhị ca, ta sẽ không phái thủ hạ đi chịu chết khác với những người khác có cả đại đội vây quanh, sau lưng Yến Khuynh Tuyết chỉ có ba người. Trong đó có một lão giả đã qua thất tuần, hắn lại Yến Hoàng cửu phái tới bảo hộ Yến Khuynh Tuyết, mặc dù có thực lực tiên thiên khí hải cảnh nhưng bởi vì tuổi quá lớn, khí huyết suy bại, đã bắt đầu đi xuống dốc, thực lực không lớn bằng lúc trước. Một người khác chính là thị nữ tuổi không kém gì Yến Khuynh Tuyết, nàng từ nhỏ lớn lên cùng Yến Khuynh Tuyết, tuy có học qua võ công nhưng cũng chỉ có thực lực hậu thiên sơ kỳ, chỉ đủ tự bảo vệ mình mà thôi người cuối cùng còn đáng tin một chút, đó là thanh niên chất phác hơn 20 tuổi, xem ra cũng có thực lực hậu thiên đại viên mãn, đáng tiếc hắn chỉ có một người, Yến Trọng Hằng tùy tiện tìm một thủ hạ cũng mạnh hơn hắn. Ba người nghe được Yến Khuynh Tuyết bảo vệ thủ hạ như vậy liền cảm động, nhưng đáng tiếc bọn họ chỉ có thể cảm động, bọn họ biết mình căn bản không phải đối thủ của Yến Trọng Hằng. Yến Khuynh Tuyết, ngươi không nên rượu mời không uống muốn uống rượu phạt." Yến Trọng Hằng quát lớn một tiếng, thậm chí hắn còn không gọi tiểu muội có lẽ trong lòng hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ đối đãi với nàng như muội muội của mình. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi chỉ là đứa con hoang mà thôi. Sau khi phụ thân rời khỏi mẫu thân của ngươi mới sinh ra ngươi, ai biết ngươi có phải là con cháu yến ra hay không, nói không chừng ngươi căn bản là nhiệt chủng của dã hán tử nào đó. Hiện tại ngươi cũng dám không giao ra lệnh bài, ngươi muốn làm gì? Còn vọng tưởng lấy được vị trí kế thừa thành Thương Sơn hay sao? Hừ, ngươi mơ tưởng hay lắm. Yến Trọng Hằng nói ra lời ác độc như vậy nhưng các huynh đệ tỷ muội khác của Yến Khuynh Tuyết không có một ai lên tiếng nói giúp nàng câu nào, thậm chí trong mắt một ít người có trêu tức, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào nàng. Mặc dù tâm Yến Thư Hằng có chút không đành lòng nhưng hắn không muốn nhìn thấy có người cầm lệnh bài lại thoát khỏi khống chế của mình. Yến kế Hằng hận Yến Khuynh Tuyết sâu nhất không cần nhiều lời, Yến Thịnh Hằng lúc này mỉm cười vui vẻ, hắn cũng không nói lời nào. Lúc này người nơi đây không nhìn được, người Yến ra làm việc quá phận, Yến Khuynh Tuyết có nhân duyên rất tốt trong thành thương Sơn nhưng chưa bao giờ ỷ vào thân phận con cháu Yến ra làm ra chuyện ác gì, ngược lại mỗi người có phiền toái, chỉ có khả năng giúp đỡ thì nàng sẽ ra sức. Nữ tử dịu dàng lương thiện như vậy chỉ muốn giữ vững vị trí của mình nhưng lại bị các người bức bách nhục nhã như thế, các người có không biết xấu hổ hay không? Nhưng những người này chỉ dám khán nghị trong lòng mà thôi, thành thương. Sơn chính là Yến gia độc đại, bọn họ đều là con nối dõi của Yến Hoàng Cửu, ai dám trêu? Cho dù Yến Trọng Hằng lúc trước hoành hành bá đạo trong thành thương Sơn nhiều năm như vậy, cũng có vài tên thương nhân tương nam cửa nát nhà tan nhưng hắn cũng chỉ bị Yến Hoàng Cửu gian dậy cấm túc mà thôi. Một lần nữa mọi người biết rõ Yến Hoàng Cửu cũng là người, cũng sẽ bao che khuyết điểm, thiên tử phạm pháp cùng tội với thứ dân chỉ là lời nói suông, nó không thành hiện thực trong thành thương Sơn. Những người khác lạnh lùng như vậy, thanh niên đi theo bên cạnh Yến khuynh tuyết lại không nhịn được nữa. Hắn đứng ra phẫn nộ quát, người im miệng, không cho phép người nhục nhã tiểu thư, Ngươi không phải muốn lên phong vân lôi sao. Ta sẽ đánh với các ngươi. A à, nhượng, đừng làm chuyện điên rồ. Yến khuynh tuyết lập tức kinh ngạc, hắn vội vàng hét lên. Thanh niên A à, nhượng hét lớn, tiểu thư, người đối xử tốt với chúng ta, chúng ta biết nhưng chúng ta lại không thể nhìn bọn chúng vũ nhục ngươi như vậy. Nếu không có tiểu thư cứu ta, chỉ sợ ta đã sớm bị đám sơn tặc chém giết rồi. Cái mạng này là tiểu thư cho, hiện tại cho dù có liều cái mạng này thì ta cũng không thể nhìn bọn chúng khi dễ tiểu thư. Lão giả đứng bên cạnh Khuynh Tuyết thở dài một hơi, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. A à, Nhượng vẫn còn quá trẻ tuổi, hắn không được. Trước kia Yến Khuynh Tuyết vẫn không có tham dự tranh đoạt lệnh bài, cũng im lặng không nói cái gì nhưng kỳ thật cũng đã nghĩ tất cả biện pháp. Chương 152 bước bách 2 hiện tại Yến Hoàng Cửu còn chưa có chết đâu, cho nên bọn họ còn không dám tự giết lẫn nhau, dù cho muốn động thủ cũng là thủ hạ động thủ, hơn nữa cũng hạn chế trong phạm vi Phong Vân Lôi. Nếu như Yến Khuynh Tuyết cắn răng chết sống không cho người lên phong vân lôi, đối phương cũng chỉ chiếm tiện nghi miệng lưỡi, không nói thủ đoạn vụng trộm, tối thiểu từ mặt ngoài đối phương không làm gì được Yến Khuynh Tuyết. Hiện tại bị đối phương kích thích đã lỗ mãng lên đài, căn bản chính là đi cựu chết. Yến Trọng Hằng lúc này cười lạnh lùng, nếu ngươi đã muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi. Chỉ cần có thể kích bác đám A Miu A cẩu bên cạnh Yến Khuynh Tuyết lên đài, cho dù nàng không giao lệnh bài, Yến Trọng Hằng cũng có một ngàn loại biện pháp ép Yến Khuynh Tuyết giao lệnh bài ra. Phiền qua, người đi lên hảo hảo chơi đùa với vị bằng hữu này, nhớ kỹ ra tay không nên, quá nặng, nha. Yến Trọng Hằng ra lệnh một tiếng, lập tức có một tên nam tử dáng người cao gầy đi tới. Phiền qua cao chừng 2 mét, hắn cao hơn nam tử trưởng thành khác ba cái đầu nhưng thân thể gầy yếu giống như cây tre. Nhưng việc này không ảnh hương ngơ tới thanh danh của hắn trong thành thương sơn, phiền qua trong mắt người thành thương sơn chính là một gia hỏa biến thái. Từ khi thành lập phong vân lôi tới nay, người leo lên phong vân lôi hoặc là cầu tài hoặc là vì cầu thanh danh, cho nên mọi người trên cơ bản điểm tới là rừng, vết thương nhẹ va chạm nhiều, trọng thương rất ít. Nhưng phiền qua lại không giống, hắn xem việc hành hạ đối thủ làm vui, chỉ cần người đối chiến với hắn, thắng còn dễ nói, một khi thua không chết cũng tàn phế, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Rút loan đao ra khỏi vỏ, phiền qua cười dữ tợn. Đại nhân người yên tâm đi, ta sẽ chơi với vị bằng hữu này một lúc. Hắn vừa dứt lời, phiền qua nhảy lên và thân ảnh nhanh chóng xuất hiện trên phong vân lôi tiểu tử ta cho ngươi một cơ hội người xuất thủ trước đi phiền qua trêu tức nhìn a nhượng cho dù đều là hậu thiên đại viên mãn nhưng phiền qua căn bản không đặt a nhượng vào trong mắt đối phương chỉ là thái điểu không có kinh nghiệm chiến đấu mà thôi dễ dàng hành hạ tới chết a nhượng hừ lạnh một tiếng hắn rút hai thanh đoàn kiếm bên hông ra xong kiếm hợp hai làm một một âm một dương và đâm thẳng về phía phiền qua chật chật quá chậm quả thực là quá chậm. Phiền qua khinh miệt cười lạnh, thân thể giống như cá trạch và dễ dàng né qua song kiếm của An nhượng. Tiểu tử, người quả thực quá yếu, yếu tới mức ta không có hứng thú hành hạ người tới chết. Ánh mắt phiền qua sinh ra hung quang, phế vật như vậy giữ lại có giá trị gì, đã như thế người đi chết đi. Leng keng, đao minh thanh thúy vang lên, loan đao trong tay phiền qua giống như cơn gió càn quét mọi hướng, công kích cuồng bạo làm ai nhượng khó có thể ngăn cản, thân thể không ngừng lui về phía sau. Lúc này A nhượng nghĩ muốn phản kích nhưng không tìm được chút sơ hở nào. Đao pháp của phiền qua rất cường đại, không phải con đường âm độc quỷ dị, ngược lại là quang minh chính đạo, dùng đao thế cường đại trực tiếp bước người ta vào tuyệt địa. Mỗi một đao đều đại khai đại hợp, khí thế vô song, hơn nữa chiến càng lâu khí tức trên người phiền qua càng cường đại, thậm chí ngay cả đồng tử của hắn cũng sinh ra hào quang đỏ rực. Ảnh nguyệt trảm, loan đao dài có đường cong kỳ dị nhìn có phần giống một phân thành hai, lúc chém lên thân kiếm làm cổ tay hắn đau đớn, binh khí trong tay bị chém bay ra xa. Không phải mỗi võ giả đều giống với tô tín, binh khí và quyền cước đều không kém. Đại bộ phận võ giả ỷ vào binh khí dài, chỉ cần mất đi binh khí thì kết cục chỉ có chết. Thậm chí yến khuynh tuyết có thể tưởng tượng ra được loan đao của phiền qua chém xuống sẽ chém đứt người a nhượng. A nhượng, yến khuynh tuyết kêu lên một tiếng, lập tức muốn xông lên lôi đài nhưng bị tiểu nha đầu phía sau giữ lại. Tiểu thư, người không thể đi lên. Thành chủ có lệnh không cho phép đệ tử yến ra leo lên phong vân lôi người bây giờ đi lên không chỉ không cứu a nhượng ngược lại càng làm hắn chết nhanh hơn lương bá người nhanh cứu a nhượng đi yến khuynh tuyết cầu khẩn lão giả bên cạnh lão giả tên lương bá chuẩn bị ra tay lúc trước hắn phụng lệnh yến khuynh tuyết đánh sơn tặc cứu a nhượng dạy a nhượng võ công của hắn cũng xem như một nửa đồ đệ hắn đương nhiên sẽ không nhìn a nhượng chết dưới đao của phiền qua hắn vừa tiến lên một bước yến trọng hằng chú ý động tĩnh bên này cũng hành động hắn trực tiếp đi vài bước tới trước mặt lương bá cười lạnh nói, lương bá, đây chính là phong vân lôi, nếu ngươi muốn nhúng tay vào là phạm quy củ. Ngươi là lão nhân thành thương sơn, ta không muốn động thủ với ngươi, nhưng nếu ngươi không biết điều thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. chương 153 phương thức xuất hiện tiêu sái một Dưới phong vân lôi, phương hạo nhìn sang phiền qua đánh vài chiêu đã chém a nhượng bay đi, hắn lắc lắc đầu nói, quả nhiên không hổ là phiền qua, nếu hắn tiến vào cảnh giới tiên thiên, đừng nói top 30 phong vân bảng. Hắn có khả năng tiến vào top 20A mạnh huynh sau khi ngươi đi vào thành thương sơn ngàn vạn phải chú ý một ít không nên trêu chọc phiền qua hắn giết người không chớp mắt hơn nữa người này tâm lý biến thái kẻ chọc giận hắn không chết cũng tàn phế phương hạo chật chật cảm thán vài câu hắn không nghe tô tín trả lời cho nên quay người tìm kiếm mạnh huynh ngươi nghe ta nói gì không mạnh huynh ồ người đâu phương hạo quay người không có nhìn thấy thân ảnh tô tín chờ hắn nhìn sang phong vân lôi liền há hốc mồm một thân ảnh màu trắng lại trực tiếp nhảy lên giữa phong vân lôi, hắn đứng giữa A Nhượng và phiền qua. Lúc này phiền qua đang mỉm cười vui vẻ đầy dữ tợn, hắn đang tự hỏi mình nên chém đầu hoặc chém ngang lưng A Nhượng mới tốt. Nếu đại nhân đã muốn giáo huấn nữ nhân Yến khuynh tuyết thì cứ chém ngang lưng đi, làm huyết tinh một chút mới có thể làm người ta nhớ lâu. Vào lúc phiền qua chuẩn bị trực tiếp chém ngang lưng A Nhượng, hắn lại phát hiện có một người trẻ tuổi không biết lúc nào đã đứng trước mặt hắn, tay phải ngón út mau lẹ như sấm điểm lên thân đau của hắn, lúc này trên thân đao có lực lượng lớn chuyển về hắn phun ra một ngụm máu tươi loan đao trong tay vỡ nát không còn nhìn dạng lớn mật yến trọng hằng tức giận quát một tiếng không nghĩ tới lại có kẻ dám nhúng tay vào việc yến ra bọn họ còn đứng ngây đó làm gì còn không mau bắt giữ cuồng đồ này lại cho ta ta muốn xem là ai cho hắn lá gan cũng dám nháo sự trên phong vân lôi ba tên thủ hạ sau lưng yến trọng hằng lập tức xông lên quyền cước đao kiếm tấn công tô tín bọn họ đều có thực lực hậu thiên đại viên mãn, mặc dù không có danh tiếng lớn như phiền qua nhưng cũng là nhân vật phong vân lôi top 50, bọn họ cũng xem như có danh tiếng trong thành thương sơn. Nhưng đáng tiếc bọn họ đụng phải tô tín, đối mặt ba người xông tới, tô tín không có rút kiếm, hắn điểm một chỉ về phía trước, lúc này khí thức lạnh buốt như tuyết rơi tháng 6, nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ bắn ra ngoài khoảng cách một trượt, một tên võ giả phun máu tươi và bay ra khỏi phong vân lôi. Chân khí phóng ra ngoài, Đám người phía dưới mở to mắt, bọn họ vốn cho rằng tiểu tử này chết chắc rồi, nhưng không nghĩ tới hắn lại là võ giả tiên thiên. Cho dù trong thành thương sơn có nhiều võ giả nhưng võ giả cảnh giới tiên thiên không khác gì phượng mau lân giác, phong vân lôi chỉ có top 30 mới có võ giả cảnh giới tiên thiên. Hắn điểm một chỉ vào tên võ giả khác, tô tín cực kỳ tiêu sái quay người lại sau đó ngâm sướng, thiên hạ phong vân có bọn ta. Dẫm trận quay người tại chỗ, chỉ kính giống như bôn lôi, chỉ trong nháy mắt đánh bay một tên võ giả kia, trong nháy mắt hắn bị trúng 17 chỉ, kinh mạch vỡ vụn té xỉu trên đất. Giang hồ trốn ấy mới kinh qua, tên võ giả cuối cùng nhìn thấy tình hình không đúng liền quay người bỏ chạy nhưng tô tín lại cách không điểm một chỉ, chỉ lực giống như sao băng hàng thế, xâm lược như lửa, thế không thể ngăn cản, trực tiếp đánh tên võ giả bay ra ngoài, nội phủ trọng thương. Ngai vàng bá nghiệp coi hư ảo, Yến Trọng Hằng xem xét tình hình không đúng liền rút kiếm ra, hắn thi triển liệt nhật viêm dương kiếm pháp của ly hỏa giáo do mẫu thân chỉ dạy, kiếm thế cuồng bạo như lửa, uy lực như bôn lôi. Tô Tín quay người rút kiếm, hồ lô rượu và vỏ kiếm của Tô Tín bay lên cao, hắn cầm du long kiếm chém một kích vào không gian, lập tức đánh vào giữa kiếm thế liệt nhật viêm dương kiếm pháp của Yến Trọng Hằng. Kiếm quang mang theo hào quang màu đỏ yếu ớt xuất hiện, một kiếm quang minh chính đại đánh Yến Trọng Hằng không cách nào né tránh, trường kiếm trong tay bị đánh nát, trơ mắt nhìn kiếm này gác lên cổ của mình. Dùng khoái kiếm làm cơ sở, dùng huyết hà thần kiếm làm cốt thủy, dùng đoàn gia kiếm pháp làm hình, ba loại kiếm pháp hợp nhất liền một chiêu chiến bại yến trọng hàng cảnh giới tiên thiên trên trán yến trọng hàng đổ mồ hôi lạnh hồ lô rượu và vỏ kiếm của tô tín vừa lúc rơi xuống tô tín thu liền thu vỏ kiếm hắn nhảy lên mở hồ lô rượu ra rượu không ngừng bắn lên không trung và rơi vào trong miệng tô tín sau khi uống rượu tô tín lúc này mới ngâm ra một câu cuối cùng một trận cuồng say vẫn hơn là thiên hạ phong vân có bọn ta giang hồ trốn ấy mới kinh qua hoành đồ bá nghiệp coi hư ảo một trận cuồng say vẫn hơn là Ngâm sướng bài thơ này, phối hợp với hình ảnh Tô Tín đánh bại bốn người trong nháy mắt, ngay cả Yến Trọng hằng cảnh giới tiên thiên cũng không tiếp nổi một chiêu trong tay hắn làm mọi người nhìn hắn tiêu sái tới cực hạn. Đặc biệt động tác Tô Tín thu kiếm vào vỏ lúc cuối cùng quả nhiên trang bước tới tận cùng. Phối hợp câu thơ hắn ngâm sướng càng làm mọi người cảm giác hắn là người hào sảng tiêu sái không bị trói buộc. Một ít võ giả trẻ tuổi nơi này mới ra đời nhưng có thể nhìn thấy hình ảnh đại tông môn và thế lực lục đục với nhau. Hiện tại nhìn thấy Tô Tín thì bọn họ mới biết đây mới là giang hồ hào kiệt mà bọn họ nên cảm nhận, một kiếm quấy thiên hạ phong vân, một bình uống rượu cả nhân sinh. Các nữ đệ tử xuất thân tông môn dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Tô Tín. Trong mắt bọn họ Tô Tín trang bước tới cực hạn, thực lực cường đại cộng thêm dung mạo anh Tuấn, phong thái tiêu sái không bị trói buộc giống như đúc thiếu niên hiệp sĩ trong tâm trí của bọn họ. chương 154 Phương thức xuất hiện tiêu sái 2 Yến Khuynh Tuyết lo lắng an nguy của A Nhượng cũng thở ra một hơi, ánh mắt nhìn Tô Tín còn mang theo ý vị khác. Nàng từng có mộng tưởng thiếu nữ, mộng tưởng có thiếu niên hiệp sĩ anh Tuấn mang theo trường kiếm và nàng lưu lạc giang hồ xa xăm. Đáng tiếc đó chỉ là mộng tưởng lúc còn nhỏ thôi, trong hiện thực chỉ có hàng rào cây xanh rỗ dành nàng, chỉ có lương bá che mưa chắn gió cho nàng lớn lên, Tô Tín xuất hiện đối với Yến Khuynh Tuyết chẳng khác gì mộng tưởng. Nhìn Tô Tín thu kiếm, Yến Trọng Hằng lúc này thở ra một hơi. Thời điểm kiếm gác lên cổ hắn vừa rồi, hắn thật có cảm giác có sát cơ lạnh lẽo xâm nhập vào tâm thần, dường như sau đó hắn sẽ bị cắt đứt cổ. Rốt cuộc ngươi là ai? Yến Trọng Hằng khàn khàn hỏi một câu. Hắn không tin người trẻ tuổi có thể dùng một kiếm đánh bại mình là người vô danh. Tô Tín lạnh nhạt nói, ta là người nhìn thấy chuyện bất bình nên đứng ra quản. Ta chẳng qua là người qua đường mà thôi, không quen nhìn đám đại nam nhân các người ức hiếp một nữ tử yếu ớt. Đại trưởng phu phải tự cường, nên khoái ý ân cừu, hoành đao bán nghiệp, tiếu ngạo giang hồ. Một đám người các ngươi suốt ngày chỉ biết xu nịnh âm mưu quỷ kế, khi nhục một nữ tử yếu ớt có cảm thấy xấu hổ hay không. Nhớ kỹ, ta là mạnh thanh trạch, mấy ngày nay ta sẽ ở lại trong thành thương sơn, các người muốn báo thù cứ tìm tới là được, người tới bao nhiêu, mạnh thanh trạch ta sẽ tiếp bao nhiêu. Nói xong tô tín quay người nhảy xuống lôi đài, đám người tự động nhường đường cho hắn đi, ánh mắt tất cả mọi người cả kinh nhìn tô tín. Đặc biệt lúc tô tín nói câu, đại trưởng phu phải Tử cường, nên khoái ý ân cừu hoành đao bá nghiệp tiếu ngạo giang hồ những lời này quả thực đã đi vào tâm khảm bọn họ cho dù những võ giả xuất thân tán tu hay đệ tử danh môn tin tưởng bọn họ lúc còn trẻ đều có mong muốn như vậy chỉ có điều gặp càng nhiều nhận thức lợi ích ghê tâm càng nhiều dần dần mộng tưởng lúc trước cũng mai một trong tâm bọn họ phương hạo nhìn tô tín với ánh mắt kích động bà mẹ nó thì ra là cao thủ huynh a quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng cao thủ huynh chờ ta một chút lúc này trên phong vân lôi sắc mặt yến trọng hằng biến thành khó coi sắc mặt đám người yến thư hằng cũng không tốt hơn chút nào tô tín nói là nói yến trọng hằng nhưng chẳng khác gì mắng cả bọn họ vào vừa rồi khí thế tô tín quá mạnh một chiêu đánh bại yến trọng hằng làm nội tâm bọn họ kinh hãi cũng quên đi nơi này là thành thương sơn là địa bàn của bọn họ hiện tại bọn họ muốn gây phiền toái với tô tín đáng tiếc người ta đã đi nghe khẩu khí của hắn dường như ở lại trong thành thương sơn vài ngày cho nên bọn họ muốn báo thù phải suy nghĩ kỹ hơn yến trọng hằng hừ lạnh một tiếng quay người rời đi đám thủ hạ của hắn mang theo đám người phiền qua trọng thương theo cùng đám yến hoàng cửu bên kia cũng nhanh chóng trở về bọn họ hôm nay mất mặt quá lớn đoán chừng không cần tới ngày mai chuyện xảy ra trên phong vân lôi sẽ truyền khắp cả thành thương sơn bọn họ cũng thành trò cười trong mắt dân chúng đợi đến lúc tất cả mọi người rời đi a nhượng đi xuống lôi đài hắn hổ thẹn với yến khuynh tuyết thực xin lỗi tiểu thư là ta quá vô dụng yến khuynh tuyết lắc lắc đầu nói không có sao kỳ thật ngươi không cần đi lên bị bọn chúng mắng vài câu cũng không có mất miếng thịt nào a à, nhượng nói ta thật không quen nhìn bọn chúng khi dễ tiểu thư lương bá lắc đầu tiểu tử ngươi còn quá trẻ không chịu nổi kích thích tiểu nha hoàn nói đúng vậy nếu nhượng đại ca ngươi tu luyện tới mức của mạnh thiếu hiệp vừa rồi thì có thể nói như vậy nói xong ánh mắt nha hoàn tỏa sáng như sao trời vị mạnh thiếu hiệp kia vừa rồi thật sự quá đẹp trai nếu ta có thể cưỡi ngựa theo hắn lưu lạc giang hồ thì quá tốt." A Nhượng buồn bã nói, "Vậy chờ ngươi học được cưỡi ngựa rồi nói sau, ngươi học cưỡi ngựa cả một năm nhưng không học được thì làm sao thúc ngựa lưu lạc giang hồ?" Nha Hoàn nghiến răng nghiến lợi dẫm chân A Nhượng một cái. Lương Bá quát lớn, "Đi, đi, hai người các ngươi đừng làm rộn, cũng không nhìn bây giờ là lúc nào." Nghe Lương Bá quát lớn như thế làm hai người A Nhượng trung thực. Lương Bá quay người nói với Yến Khuynh Tuyết, "Tiểu thư, Mạnh Thanh Trạch xuất hiện đối với chúng ta mà nói là kỳ ngộ, chúng ta phải mời chào người này gia nhập chúng ta. Ý của Lương Bá là, Lương Bá trầm giọng nói, nhất định phải mời chào Mạnh Thanh Trạch, chỉ cần có thể thành công mời chào Mạnh Thanh Trạch, chúng ta không những có thể tự bảo vệ mình, thậm chí có cơ hội cướp vị trí người thừa kế thành chủ. Chương 155 Mãnh Long Quá Giang 1. Lương Bá nói chuyện dọa Yến Khuynh Tuyết kêu to một tiếng. Tuy nàng rất muốn gặp mặt Tô Tín, rất muốn nói cảm ơn trước mặt đối phương nhưng lại chưa từng có tâm tư mời chào. Không phải là không muốn, mà là không dám, Yến Khuynh Tuyết không có tự tin như vậy. Yến Hoàng Cửu cũng không ngại con cái của mình phát triển thế lực, trái lại hắn còn cổ vũ điểm này. Cho nên con cái hắn liên tục vận dụng nhà mạch và các loại tài nguyên của thành thương Sơn mời chào cường giả. Một ít võ giả ấp thấp không cần nói, những võ giả đứng hàng phong vân bảng chính là đối tượng của bọn họ. Vị trí phong vân bảng trước 20 không ờn nghĩ, những võ giả ấp bậc này đều là yến hoàng cửu tự mình mời chào làm khách khanh hoặc tu luyện một mình căn bản không phải bọn họ có tư cách mời chào cho dù dưới top 20 của phong vân bảng cũng có vài tên võ giả cảnh giới tiên thiên còn cảnh giới hậu thiên như phiền qua cũng thể hiện thực lực cường đại những người này đều bị đám người yến trọng hằng thu vào trong tay của mình chỉ có yến khuynh tuyết những năm gần đây không có mời chào được ai dưới trường yến khuynh tuyết cũng chỉ có nha hoàn cùng lớn lên với nàng và a nhượng được lương bá cứu ra khỏi tay sơn tặc Bọn họ vẫn đi theo bên cạnh nàng, những người khác chỉ là một ít vì tùng nàng dùng tiền chiêu mộ trong thành Thương Sơn mà thôi, thực lực không vượt qua Hậu Thiên đại viên mãn. Không phải nàng không muốn đi mời chào, mà là cho dù nàng mời chào thì người ta không nguyện ý nhìn nàng a. À. Trong 13 đứa con của Yến Hoàng Cửu chỉ có ba người là nữ tử. Đây là võ lâm của nam tử, nữ tử thuộc về quần thể yếu thế, cho nên thời điểm tranh đoạt vị trí người thừa kế sẽ kém hơn nam tử một bậc. Trừ nguyên nhân giới tính ra, thứ hai chính là Yến Khuynh thuyết căn bản không có đồ vật làm đám võ giả rộng tâm. Yến Hoàng Cửu không thiếu tiền tài, hắn mỗi tháng cho các con của mình 10 vạn lượng tiêu vặt. Số tiền này có thể mời chào một ít võ giả cảnh giới hậu thiên sơ kỳ hoặc là hậu thiên trung kỳ, tuyệt đối không thể mời chào võ giả hậu thiên đại viên mãn. Chỉ cần võ giả trẻ tuổi có thể đột phá hậu thiên đại viên mãn đều suy nghĩ biện pháp đột phá cảnh giới tiên thiên. Hậu thiên cùng tiên thiên, kém nhau một chữ nhưng kém nhau như trời và đất cho dù cảnh giới hậu thiên mạnh hơn nữa, người cũng chỉ là một tên giang hồ bình thường mà thôi, chỉ có tiên thiên mới có thể tính là bước chân vào võ đạo. Nhưng hậu thiên tấn trước tiên thiên không cần tới bạc, mà là một ít tài nguyên tu luyện giống như đan dược. Nhưng đan dược tu luyện đều là bí chế của các đại môn phái, những người khác cho dù có dược liệu cũng không chế tạo ra được. Đan dược như thế ít khi lưu truyền trên giang hồ, căn bản chính là thứ có tiền không mua được, người cầm bạc cũng mua không được sau lưng đám người Yến Trọng Hằng đều có được thế lực lớn trong tương nam ủng hộ, tìm một ít đan dược không thành vấn đề, nhưng Yến Khuynh Tuyết không có con đường như vậy. Hơn nữa còn liên quan tới vấn đề đứng thành hàng, rốt cuộc người thừa kế thành thương Sơn là ai không chỉ là việc của Yến gia, còn quan hệ đến tất cả võ giả thành thương Sơn. Một khi đứng sai đội, nghênh đón bọn họ chính là đại tẩy trừ. Cho nên đều đầu nhập vào công tử Yến gia, những võ giả thành thương Sơn vô cùng thận trọng, cho dù số ít võ giả cũng không chọn Yến Khuynh Tuyết, bởi vì nàng có khả năng đạt được vị trí thành chủ quá nhỏ thậm chí thấp tới mức không có khả năng cho dù yến khuynh tuyết ngày bình thường rất hòa ái và bình dị gần gũi bọn họ vẫn không thể bỏ qua tiền đồ và mạng sống của mình đầu nhập vào yến khuynh tuyết ngay cả võ giả bản địa thành thương sơn cũng không lựa chọn đầu nhập vào nàng huống chi lúc này mạnh thanh trạch thực lực mạnh và tiêu sái thiên hạ yến khuynh tuyết cười khổ nói lương bá ta biết rõ người tốt với ta nhưng xem ra mạnh công tử không phải là người chúng ta có thể trèo cao dùng thực lực của hắn làm sao đứng về phía ta và lục đục với đám người trong thành thương sơn chứ, cần gì tham dự vào việc tranh đoạt vị trí thành chủ chứ. Lương bá thở dài nói, điểm ấy ta cũng biết, hiện tại vị mạnh công tử kia chính là hy vọng duy nhất của chúng ta. Hắn có thể một kiếm đánh bại Yến Trọng Hằng cũng đã có thực lực top 10 phong vân bảng, nếu hắn giúp chúng ta, chúng ta không cần phải nhìn sức mặt Yến Trọng Hằng. Ta cho ngươi mời chào hắn, ta nhìn ra mạnh thanh trạch là người có chính nghĩa trong nội tâm, hắn biết rõ tiểu thư gặp khốn cảnh chắc có lẽ không bỏ qua. Yến khuynh tuyết trần chờ một chút nhưng sau đó lắc đầu, nói, không được, như vậy không phải ta cố ý lợi dụng tâm đồng tình của mạnh công tử với ta hay sao? Chuyện này không thể được, lương bá thở dài một hơi, tiểu thư cái gì cũng tốt nhưng lại quá lương thiện, nhưng không thể sống lâu trong thế đạo này. Lúc này tiểu nha hoàn nói, vì sao cái tên mạnh công tử quen thuộc như thế, dường như ta nghe nói qua ở đâu rồi. Tiểu nha hoàn vừa nói như vậy, Lương Bá lúc này mới cảm giác được có chút không đúng. Thực lực người trẻ tuổi Tuấn Kiệt mạnh và hung hãn như thế làm sao có thể là hạng người vô danh trong giang hồ cơ chứ? chương 156 Mãnh Long Quá Giang 2 Nhân bảng sao? Nhân bảng tháng này đâu? Nhanh tìm ra cho ta xem. Lương Bá vội vàng nói với A Nhượng. A Nhượng là người thích thu thập nhân bảng, hâm mộ nhìn những trẻ tuổi Tuấn Kiệt trên nhân bảng. Đồng thời hắn cũng thích thu thập nhân bảng các kỳ. Nghe vậy A Nhượng lập tức cầm lấy nhân bảng trong ngực và mở ra, nhìn thấy dòng chữ bên trong, sắc mặt của hắn hưng phấn đỏ bừng. Thì ra mạnh công tử chính là cường giả nhân bảng, là đệ tử dung thần cảnh võ đạo tông sư, tứ tuyệt tán nhân, ngày xưa. Nghe được A Nhượng nói như vậy, lúc này lương bá thở dài. Cường giả nhân bảng A, là người trẻ tuổi nổi bật trong cả võ lâm A, nếu quả thật có cường giả nhân bảng trợ giúp, Yến Khuynh Tuyết tuyệt đối có thể đặt song song với Yến Trọng Hằng. Nhưng sau khi biết mạnh công tử là cao thủ nhân bảng, Lương Bá cũng không muốn Yến Khuynh Tuyết đi mời chào mạnh công tử. Thiên Nga không làm bạn với chim tước, đối phương thân là cường giả nhân bảng, lần này đoán chừng chỉ gặp chuyện bất bình mà thôi, miếu nhỏ của mình hoàn toàn không thể chứa người ta. Lúc này đám người Yến Trọng Hằng cũng phái người thăm dò tin tức tô tín. Sau khi biết được thân phận, mạnh thanh trạch thì đám người Yến Trọng Hằng cũng há hốc mồm. Thì ra chày gỗ không biết sống chết trong mắt bọn họ lại chính là mãnh long quá giang, đối phương có nội tình quá thâm hậu. Bọn họ đều có xem qua nhân bảng, trong đó có hai tin tức lớn chính là tạ chỉ yến và tô tín hấp dẫn ánh mắt người khác tân tấn nhân bảng mạnh thanh trạch càng dễ dàng bị người ta xem nhẹ ban đầu yến trọng hằng ý định sau khi quay về sẽ dẫn người gây chuyện với tô tín sau khi biết được thân phận chân chính của đối phương thì những thủ hạ của hắn do dự trong đó võ giả trung niên bên cạnh hắn lên tiếng công tử ta đề nghị ngươi nên không đi gây phiền toái cho mạnh thanh trạch mới tốt nếu là những người khác nói như vậy thì yến trọng hằng đã sớm tắt hắn bay ra xa nhưng hắn không dám làm thế với người trung niên trước mặt. Võ giả trung niên này tên là Trương Nghiễm, là một trong hai võ giả tiên thiên duy nhất trong tay hắn. Trương Nghiễm bài danh 27 trên phong vân bảng, trong mấy cao thủ thành Thương Sơn thì hắn là người mình phí nhiều khí lực mời chào nhất. Một tên võ giả tiên thiên khác là mẫu thân phái tới bảo hộ hắn, là đệ tử Ly Hỏa giáo, tuy nhiên hệ thân cận nhưng không xem là tâm phúc, sau lưng đối phương chính là tông môn, người ta thuần phục đầu tiên chính là tông môn của mình hiện tại tên võ giả tiên thiên ly hỏa giáo đã quay về tông môn trương nghiễm có thể nói là đại tướng duy nhất trong tay hắn hắn nói chuyện yến trọng hằng không thể không coi trọng vì sao yến trọng hằng căm hận nói đám người phiền qua bị mạnh thanh trạch trọng thương thân thể suýt bị phế hắn càng dám ra tay với người của ta như vậy người có biết ta suýt nữa bị hắn giết hay không vào thời khắc tô tín xuất thủ yến trọng hằng thật sợ tô tín một kiếm chém giết hắn sát cơ lạnh như băng như hóa thành thực chất làm cho yến trọng hằng cảm thấy có uy hiếp tử vong Trương Nhiễm trầm giọng nói, chúng ta phải nhịn xuống. Tuấn Kiệt có thể đứng hàng nhân bảng tiền đồ tương lai bất khả hạn lược, trừ phi nhất kích tất sát, nếu không sau khi đối phương phát triển tuyệt đối là tồn tại không thể tưởng tượng. Huống hồ hôm nay người cũng nhìn thấy thực lực mạnh thanh trạch, trong cùng giai tối thiểu ta không phải đối thủ của hắn, hơn nữa hắn đã từng một mình cưỡi ngựa đánh chết qua tiên thiên khí hải cảnh, đông sơn tứ hung. Bốn tên này là đại khấu thành danh trên giang hồ đã lâu, trên tay có không ít nhân mạng, hơn nữa bốn người quanh năm tập trung với nhau, thuật hợp kích đã đại thành, mạnh thanh trạch có thể chảm giết bọn họ cũng chứng minh thực lực rất mạnh. Nói đến đây nội tâm trương nghiễm thầm than một tiếng và hâm mộ. Trong giang hồ hiện tại có không ít võ giả cảnh giới tiên thiên, cho dù không có người thống kê qua nhưng không có trên trăm vạn cũng có hơn mười vạn. Nhiều võ giả tiên thiên như thế chỉ có 108 người có bài danh trên nhân bảng, có thể nghĩ thực lực của bọn họ mạnh cỡ nào. Huống hồ sau khi leo lên nhân bảng, một khi thành danh thiên hạ biết, đây mới là chuyện võ giả tiên thiên như trương nhiễm hâm mộ nhất sắc mặt Yến Trọng Hằng em mờ lãnh nói, cho dù thực lực hắn mạnh thì như thế nào. Cường Long không áp rắn giết địa phương, hắn có thể giết được, Đông Sơn Tứ Hung, nhưng hắn có thể giết được 40 sao. Cùng lắm ta trả cái giá lớn nhờ mẫu thân đi tìm tiền bối ly hỏa giáo, xuất động hơn người tên võ giả tiên thiên, ta cũng không tin như vậy còn không thể giết hắn. Trương nhiễm đổ mồ hôi lạnh và nói, công tử, ngàn vạn không thể làm như vậy a -hát. mạnh thanh trẻ cũng không phải là người không có gốc rễ Sư phụ của hắn chính là Tứ Tuyệt tán nhân, Tông Hạo Dương. Mặc dù Tông Hạo Dương không có tên trong địa bảng nhưng thực lực dung thần cảnh hàng thật giá thật, không thua kém gì thành chủ đại nhân. Hiện tại hắn đi xa hải ngoại tìm kiếm cơ duyên đột phá Dương thần cảnh, ai biết hắn có đột phá hay không. Trước mắt hắn có lòng giả dạ thanh thản dạy bảo đồ đệ như mạnh thanh trạch, hắn hơn phân nửa đã đột phá. Một cường giả Dương thần cảnh không phải thành chủ có thể trêu chọc, giết hắn mà dẫn tới Đông Hải Tứ Tuyệt tán nhân báo thù đến lúc đó thành thương sơn chúng ta cũng gặp nạn theo. mươi 157 biến khéo thành vụn một. Không thể không nói lục phiến môn an bài thân phận giả cho tô tín vô cùng dụng tâm. Sư phụ sớm chết nhiều năm vẫn có lực uy hiếp đủ để chấn nhiếp không ít bọn đạo trích. Tối thiểu yến trọng hằng được trương nhiễm khuyên bảo cũng bỏ qua tâm tư gây phiền toái cho tô tín. Trương nhiễm cũng âm thầm thở ra một hơi, đối phương là mãnh long quá giang, chính mình là rắn giết địa phương, tuy không thể làm gì đối phương nhưng tốt nhất không xung đột mới là tốt nhất. Gián giết địa phương trong thành thương Sơn cũng không chỉ có một mình Yến Trọng Hằng, hắn cũng không liều lưỡng bại câu thương với mạnh thanh trạch, làm như vậy chỉ làm đám người Yến Thư Hằng chiếm lấy đại tiện nghi. Lúc này Tô Tín còn không biết ý định của Yến Trọng Hằng, hắn đang ở khách sạn tốt nhất trong thành, tùy thời chuẩn bị xin đợi bọn họ tới. Tô Tín nhất định đợi không được, đối tượng chính của hắn chính là Yến Khuynh Tuyết sẽ đích thân đến mời chào, vậy mà cũng không có thực hiện. Tô Tín vuốt cằm lẩm bẩm, chẳng lẽ ta trang bước quá mức làm cho đối phương không dám tới nếu như vậy chẳng phải ta biến khéo thành vụng, Tô Tín cân nhắc nhân tâm vô cùng thấu triệt, hắn cũng phân tích ra suy nghĩa của Yến Khuynh Tuyết hiện tại, sau khi có kết quả Tô Tín lại cười khổ. Hắn dùng hết tâm tư chế tạo ra hình tượng thực lực cường đại, thiếu niên hiệp sĩ lưu lạc chân trời xa xăm, ngực có chính khí và không bị trói buộc. Hình tượng này chính là hình tượng đại đa số thiếu nữ vẫn si mê, hắn tin tưởng Yến Khuynh Tuyết nhất định sẽ có hảo cảm với hắn. Không biết làm sao hắn làm quá mức, vậy mà làm cho đối phương không dám tới cửa mời chào, Việc này làm cho kế hoạch tiếp cận yến Khuynh Tuyết của hắn thất bại thảm hại. Nếu Hề ẩn tại hắn chủ động đưa tới cửa nhất định sẽ làm người khác hoài nghi. Bỏ đi, cùng lắm ta suy nghĩ biện pháp khác tới gần yến Khuynh Tuyết là được. Thời điểm Tô Tín muốn nghỉ ngơi, bên ngoài có tiếng đập cửa vang lên, Tô Tín mở cửa, ở trước cửa chính là võ giả Phương Hạo hắn gặp lúc ở Phong Vân Lôi. Vừa nhìn thấy Tô Tín, Phương Hạo lập tức tươi cười nịnh nọt, hắn nói: "Cao thủ huynh, người gạt ta thật khổ a." À sao ngươi không nói sớm mình là mạnh thanh trạch cường giả nhân bảng chứ? Tô Tín khoát tay nói, lúc vừa gặp mặt ta có nói mình là mạnh thanh trạch, chẳng lẽ ta còn cần phải ồn ào lớn tiếng nói cho tất cả mọi người biết mình có tên trong nhân bảng sao? Phương Hạo lập tức nghẹn lời, khi đó Tô Tín cũng không có lộ ra khí thức võ giả tiên thiên, người bình thường ai có thể kéo suy nghĩ lên cường giả nhân bảng cơ chứ? Lúc này Phương Hạo cũng bỏ những suy nghĩ khác qua một bên, những chuyện này không phải trọng điểm hắn nhìn qua tô tín và khát vọng nói cao thủ huynh người có thu thủ hạ hay không ngươi chưa quen cuộc sống trong thành thương sơn này ta có thể làm tiểu đệ dẫn đường cho ngươi a à. tô tín giống như cười mà không phải cười nói miễn phí phương hạo xấu hổ trà tay vào nhau nói cao thủ huynh là người hào phóng như vậy nhất định sẽ cho ta một ít thù lao đúng không cao thủ huynh là người tiêu sái nhất định sẽ không quan tâm tục vật như bạc đan dược gì đó công pháp cấp thấp các loại tiện tay khen thưởng ta một ít là được ta không kén ăn. Tô Tín nhìn Phương Hạo, hắn mỉm cười, người này đúng là thú vị. Hắn vốn cho rằng Phương Hạo sẽ nói lời gì đó đại nghĩa, không nghĩ tới da mặt hắn dày như vậy, hơn nữa còn tự nói công pháp và đan dược nữa chứ. Tô Tín mới lần đầu gặp võ giả da mặt dày như vậy, da mặt Phương Hạo dày thì dày nhưng hắn không ngu, không phải mỗi tên võ giả đều dám làm như hắn. Hắn dám như vậy là vì Tô Tín có thân phận mạnh thanh trạch hiện tại mà thôi sư phụ mạnh thanh trạch là tứ tuyệt tán nhân tông hảo dương đây chính là nhân vật hiệp sĩ giao du rộng rãi hắn có danh tiếng tốt trong võ lâm mạnh thanh trạch thân là đồ đệ của hắn thì phẩm hạnh không kém chút nào trước kia tô tín trượng nghĩa ra tay cứu yến khuynh tuyết phương hảo cũng nhìn vào trong mắt dù sao hắn xem ra mạnh thanh trạch là cao thủ nhân bảng thực lực cường đại có tâm tư hiệp nghĩa như vậy mạnh thanh trạch có cự tuyệt hắn cũng sẽ không quá mức nếu đổi thành một gia hỏa hung thần ác sát thì phương Hạo không dám tìm tới cửa nếu hắn biết thân phận chân chính của Tô Tín là Tô Tín trong hắc bảng, càng là bang chủ tâm ngoan thủ là nổi danh thường ninh phủ thì hắn chắc chắn không cười nổi. Đi, trong khoảng thời gian ta ở thành thương sơn này, người đi theo ta. Tô Tín suy nghĩ và quyết định lưu hắn lại. Hắn cũng chưa quen thuộc người hoặc việc trong thành thương sơn, có phương hạo là rắn giết địa phương ở bên cạnh giảng giải cũng dễ làm hơn nhiều. Huống hồ phương hạo này nhìn rất thông minh, bảo hắn xử lý một ít việc cũng dễ dàng. Nghe được Tô Tín đáp ứng nhận lấy hắn. Phương Hạo lập tức đại hỉ nói, ha ha. Ta biết ngay cao thủ huynh ngươi nhất định sẽ nhận lấy ta, Phương Hạo ta làm được cái gì lớn nhưng có thể xem như mật thám trong thành thương sơn, thậm chí là cả tương nam không có gì ta không biết. Tô Tín ném cho hắn một lọ đan dược và nói, đừng gọi ta cao thủ huynh, ta nghe không được tự nhiên, đây là đan dược ứng trước cho ngươi, chờ tới lúc ta rời khỏi thành thương sơn sẽ cho ngươi một ít. Tô Tín cho hắn là thiếu lâm tiểu hoàn đan, lần trước hắn rút thưởng đạt được một ít, dùng một bộ phận còn thừa lại ba viên đủ cho Phương Hạo dùng. Chương 158 biến khéo thành vụn hai. Quả nhiên, Phương Hạo mở đan dược ra xem xét, gương mặt hắn mừng rỡ như điên. Thiếu Lâm tiểu hoàn đan, hàng cao cấp AH, đa tạ cao thủ huynh, không đúng, ta vẫn gọi ngươi là công tử đi, xưng hô này được chứ? Tô Tín gật đầu nói, tùy ý, ngươi đi khách sạn đặt phòng đi, bắt đầu ngày mai đi theo ta. Phương Hạo lập tức gật gật đầu, hắn mang theo Thiếu Lâm tiểu hoàn đan chạy ra ngoài. Đối với võ giả Hậu Thiên mà nói, đan dược như Tiểu Hoàn Đan với bọn họ mà nói nó không khác gì thần dược. Lúc trước Tô Tín đạt được Tiểu Hoàn Đan có thể trong 10 ngày trùng kích Hậu Thiên trung kỳ, dược tính thập phần cường đại. Thậm chí với võ giả Tiên Thiên mà nói, Tiểu Hoàn Đan cũng có thể sử dụng làm đan dược tu luyện hàng ngày, chỉ có điều dược tính yếu đi không ít mà thôi. Lúc này trong phủ thành chủ thành Thương Sơn, trong đại sảnh âm u có lão giả đang ngồi trên ghế rồng làm bằng hoàng kim. Tướng mạo của hắn thập phần già nua, tóc đã hoa râm, trên mặt đầy nếp nhăn nhưng không thể che giấu ánh mắt như hùng ưng của hắn. Lão giả này chính là thành chủ thành thương sơn, dung thần cảnh võ đạo tông sư, Yến Hoàng cử một đời kiêu hùng. Yến Hoàng cử thiếu niên xuất thân nghèo khổ, thanh niên bừa bãi vô danh, thẳng đến trung niên mới có thể phát triển, hắn có thể mở đường máu trong tất cả đại tông môn tương nam và thành lập thành thương sơn. Hiện tại hắn đã già nua, thậm chí thọ nguyên tới gần nhưng trên người mang theo uy thế không giảm, hắn vẫn là Yến Hoàng cử kiêu hùng một đời, hùng bá thành thương sơn nhiều năm. Lúc này Yến Hoàng Cửu nhìn một tên hắc y nhân không rõ dung mạo, hắn cung kính dép quyển sách cho Yến Hoàng Cửu, trong đó có ghi chép tất cả mọi chuyện diễn ra tại phong vân lôi ngày hôm nay. Thời điểm hắn nhìn thấy những lời Yến Trọng Hằng nhục nhã Yến khuynh tuyết lúc đó, ánh mắt Yến Hoàng Cửu lúc này đầy lạnh lẽo. Lão nhị đúng là quá không tưởng tượng nổi mà, hắn có thể cho phép con cái của mình cạnh tranh với nhau, thậm chí hắn còn cổ vũ bọn chúng đi cạnh tranh nhưng loại nhục nhã và khi dễ hiển nhiên như vậy làm hắn không nhịn được. Chờ sau khi Tô Tín xuất hiện thì ánh mắt hắn khác thường. Lúc hắn nhìn thấy bài thơ, thiên hạ phong vân có bọn ta, của Tô Tín, cảm xúc của hắn lúc này hơi kích động. Bài thơ này mang theo ý cảnh tiêu sái tiếu ngạo giang hồ, đủ để dẫn động bản tâm của nhiều võ giả. Đệ tử Tông Hạo Dương, kiếm, thơ, rượu, cờ, hắn lại truyền thừa ba loại, thực lực cũng không tồi. Với tầm mắt của Yến Hoàng Cửu, Mạnh Thanh Trạch có thể một kiếm đánh bại Yến Trọng Hằng kỳ thật thực lực khẳng định không chỉ xếp hàng 106 nhân bảng đơn giản như vậy. Hiện tại chiến tích của hắn quá ít cho nên mới làm cho bài danh của hắn trong nhân bảng bị đánh giá thấp như vậy. Khuynh Tuyết có tìm Mạnh Thanh Trạch không? Yến Hoàng Cửu hỏi, Hắc Y Nhân lắc đầu. Lương Hạc có đề nghị tiểu thư đi tìm Mạnh Thanh Trạch nhưng lại bị tiểu thư cự tuyệt. Lương Hạc chính là tên của Lương Bá, da mặt Khuynh Tuyết quá mỏng, Yến Hoàng Cửu thở dài một hơi, nội tâm hắn có cảm giác áy náy. Đời này hắn có 13 con cái nhưng chính thức làm hắn cảm thấy mình thua thiệt cũng chỉ có Yến Khuynh Tuyết mà thôi. Những năm gần đây Yến Hoàng Cửu vẫn đối xử với con cái của mình như nhau, cho bọn họ tài nguyên như nhau nhưng Yến Khuynh Tuyết trên tiên thiên có phần không đủ. Nàng không có yêu thế nhà mẫu thân như những người khác, cũng bị các con cái khác xa lánh, hơn nữa hắn làm phụ thân chẳng quan tâm mới dẫn tới tình cảnh hôm nay của Yến Khuynh Tuyết. Lúc trước hắn muốn tìm ra người thừa kế một cách công chính, nhưng nhìn thấy tình cảnh này thì làm gì có công chính đáng nói chứ. Nghĩ đến Yến Khuynh Tuyết, Yến Hoàng Cửu lại không tự chủ nhớ tới mẫu thân Yến Khuynh Tuyết, đó là nữ nhân làm hắn động tâm. Người ở bên ngoài xem ra Yến Hoàng Cửu cả đời này diễm phúc không ngừng, tới trung niên có hơn 10 mỹ nhân thê thiếp, hơn nữa đều có lai lịch bất phàm. Nhưng kỳ thật chỉ có hắn tự mình biết, hắn cưới 12 nữ nhân kia chỉ vì thành thương sơn có thể đứng vững gót chân tại tương nam mà thôi. Một người đơn thương độc mã thành lập thành trì lớn nhất tương nam, cho dù Yến Hoàng Cửu có thực lực dung thần cảnh cũng không có khả năng, tất cả thế lực võ lâm tương nam không trơ mắt nhìn hắn quật khởi, bọn họ có thể lựa chọn hai con đường, một đường là chèn ép, một đường là kết minh. Muốn kết minh thì quan hệ thông gia là lựa chọn tốt nhất, mà Yến Hoàng Cửu lúc trước không phải lựa chọn quan hệ thông gia, khi đó hắn trở bị chín thành thế lực võ lâm tương nam chèn ép. Cho nên cuối cùng Yến Hoàng Cửu lựa chọn thỏa hiệp, lựa chọn cưới đối tượng tới từ các thế lực lớn tại tương nam. Như vậy thành thương sơn của hắn mới có thể phát triển thuận lợi tại tương nam, biến thành đệ nhất đại thành tương nam hiện tại, Yến Hoàng Cửu hắn cũng trở thành kiêu hùng tương nam, trong đó mất cái gì cũng chỉ có hắn tự biết. chương 159 cái gì là hiệp? Một, người già nhớ chuyện cũ, cho dù Yến Hoàng Cửu kiêu hùng cũng như thế. Nhớ ngày đó hắn bị đối thủ trọng thương ẩn cư tại Tiểu Thành, lại gặp gỡ mẫu thân Yến khuynh tuyết, đối phương dốc lòng chăm sóc hắn nên động tâm. Dù sao hắn không phải người bình thường, hắn là thành chủ thành thương sơn, hắn không thể rời khỏi cơ nghiệp do mình tự tay sáng lập. Khi đó thành thương sơn đang gặp đại kiếp, ngay cả Yến Hoàng Cửu cũng bị người ta đánh trọng thương. Vốn Yến Hoàng Cửu muốn ổn định thành Thương Sơn lại tới đón Mẫu thân Yến Khuynh Tuyết tới thành Thương Sơn, không nghĩ tới vừa đi là 10 năm. Chờ lúc địa vị thành Thương Sơn triệt để đứng vững hót chân tại Tương Nam, lúc này Mẫu thân Yến Khuynh Tuyết bệnh chết ngoài ý muốn. Nội tâm hắn vốn áy náy với Mẫu thân Yến Khuynh Tuyết, hiện tại nhìn thấy hoàn cảnh Yến Khuynh Tuyết thì hắn bắt đầu hoài nghi mình làm lúc trước có đúng hay không. Khuynh Tuyết, phụ thân sẽ giúp người một lần cho dù ngươi thật sự không tranh lại lão đại và lão nhị thì lão phu cũng giúp ngươi cả đời không lo. Trong mắt Yến Hoàng Cửu xuất hiện nhu hòa liền biến mất, sau đó ánh mắt biến thành sắc bén. Gọi lương hạc tới cho ta. Vâng, hắc bào nhân cung âm thanh đáp. Không qua một phút, hắc bào nhân đã mang lương bá tới. Lương bá cung kính thi lễ với Yến Hoàng Cửu, tham kiến thành chủ. Hắn là lão nhân thành thương sơn, đi theo Yến Hoàng Cửu bắt đầu thành lập thành thương sơn và ở bên cạnh hắn. Về sau lớn tuổi, cũng không có dã tâm gì nên bị Yến Hoàng cử phái đi chiếu cố Yến Huynh Tuyết. Lương Hạc, người thấy Mạnh Thanh Trạch thế nào? Yến Hoàng Cửu nhàn nhạt hỏi. Lương Bá suy nghĩ nửa ngày hắn thật không nghĩ ra Mạnh Thanh Trạch như thế nào. Một lúc sau hắn mới nói, giờ có phong phạm sư phụ hắn. Yến Cửu Hoàng mỉm cười, rất có phong phạm sư phụ. Có lời này là đủ rồi. Mặc dù hắn không kết giao với tứ tuyệt tán nhân Tông Hảo Dương nhưng hắn cũng biết người này chính là người hiền lành hiếm có trong võ lâm, không ai không nói hắn tốt. Mạnh Thanh Trạch thân là đệ tử của hắn, nói như thế nào tính tình cũng không quá kém, nếu hắn ở bên cạnh Yến Khuynh Tuyết thì Yến Hoàng Cửu cũng yên tâm. "Lương Hạc, ta chuẩn bị bảo Khuynh Tuyết mời chào Mạnh Thanh Trạch." Yến Hoàng Cửu nói, Lương Bá cười khổ sau đó cẩn thận nói, "Thành chủ, với tình cảnh của tiểu thư hiện tại không thể mời chào cường giả nhân bảng như Mạnh Thanh Trạch." Hắn cẩn thận nhìn Yến Hoàng Cửu, hiện tại Yến Khuynh Tuyết như vậy cũng là do thành chủ tạo thành. Lương Bá lúc trước theo Yến Hoàng Cửu nhưng về sau bị phái đến bên cạnh Yến Khuynh Tuyết và nhìn nàng phát triển, hắn ở bên cạnh nàng hơn 10 năm, thậm chí hắn đã đối đãi với Yến Khuynh Tuyết như con gái ruột của mình. Cho nên hắn biết rõ mình nói lời này có thể làm Yến Hoàng Cửu phẫn nộ nhưng hắn vẫn nói. Nhưng ra ngoài ý muốn là Yến Hoàng Cửu không có tức giận, hắn nói: "Không có sao, ta cho ngươi một món đồ, ngươi nhất định phải mời chào Mạnh Thanh Trạch thành thủ hạ của nàng." Nghe được Yến Hoàng Cửu nói như vậy, Lương Bá mừng rỡ không nhỏ. Rốt cuộc thành chủ suy nghĩ cẩn thận, thành chủ muốn chiếu cố tiểu thư. Yến Hoàng Cửu vung tay lên, một tên hạ nhân nâng cái hộp lên và giao cho Lương Bá. Yến Hoàng Cửu ý bảo Lương Bá mở cái hộp, nó là bức tranh cuộn. Lương Bá mở ra xem, trên bức họa này là hình dáng thiếu nữ vô cùng xinh đẹp động lòng người, tay cầm cây dù xanh trông rất sống động, thập phần động lòng người. Nhưng cho dù họa sĩ vẽ có tốt cũng chỉ là bức họa bình thường mà thôi thành chủ dựa vào cái gì cho rằng chỉ bằng vào nó là có thể đả động mạnh thanh trạch, làm cho hắn biến thành thủ hạ của nàng. Yến Hoàng Cửu thản nhiên nói, người có nghe qua danh hào sư phụ mạnh thanh trạch là tứ tuyệt tán nhân Tông Hạo Dương. Tông Hạo Dương lúc còn ở cảnh giới tiên thiên đã từng yêu nữ tử trầm gia trầm tích quân ở kiếm nam đạo, đáng tiếc trầm gia vì nịnh nọt nên gả trầm tích quân cho một đại gia tộc tư đồ gia tại kiếm nam đạo. Cuối cùng thời điểm trầm gia đại hôn với tư đồ gia, Tông Hạo Dương đại náo hôn lễ, lúc này hắn bị người trầm ra trọng thương, trầm tích quân lấy cái chết bức bách mới làm người trầm ra buông tha tông hạo dương. Nhưng cuối cùng trầm tích quân chết sống không muốn gả cho tư đồ ra, cuối cùng làm cho phụ thân trầm tích quân bị tức giận bệnh nặng mà chết, trầm tích quân chết tâm, nàng lúc này xuất ra, hai người cuối cùng chỉ có thể chỉ xích thiên nhai, không thể đến được với nhau. Lương bá không nghĩ tới tứ tuyệt tán nhân đại danh đỉnh đỉnh có một đoạn nhân duyên như vậy, nhưng bức họa này liên quan gì tới tô tín? chương 160 cái gì là hiệp? Hai, Yến Hoàng Cửu nói tiếp, bức họa này là Tông Hạo Dương tự mình vẽ, nữ tử trong bức tranh này chính là Trầm Tích Quân, Tông Hạo Dương tặng cho Trầm Tích Quân xem như tín vật đính ước. Chỉ có điều bởi vì chuyện này Trầm gia giận dữ nên ném Tông Hạo Dương ra khỏi Trầm gia, đại bộ phận đã hư hao, bức họa này vô tình truyền ra ngoài và bị ta đoạt được. Bức họa này có ý nghĩa không bình thường với Tông Hạo Dương, Mạnh Thanh Trạch là đệ tử Tông Hạo Dương, chỉ cần ngươi cầm bức họa này, dùng tính cách Mạnh Thanh Trạch sẽ vì bức họa này mà đồng ý làm việc nghe xong biển cố này lương bá vô cùng mừng rỡ hắn có nắm chắc chín thành chín mời chào mạnh thanh trạch gia nhập dưới trướng tiểu thư sau khi lương bá rời đi yến hoàng cửu lạnh lùng nói đi giám thị đám lão nhị bọn chúng mượn lực lượng những tông môn tương nam chuyện thành thương sơn chúng ta không tới phiên bọn chúng nhúng tay vào hắc bào nhân sau lưng yến hoàng cửu gật gật đầu tiếp tục biến mất trong bóng tối mặc dù hắn có con cái liên quan tới thế lực lớn trong tương nam cũng có quan hệ thông gia với bọn họ nhưng hắn không cho phép thành thương sơn biến thành thế lực phụ thuộc của thế lực võ lâm tương nam. Yến Hoàng Cửu âm thầm thở dài một hơi, tiếp cận giờ tí hắn cảm thấy ngực đau đớn. Hiện tại Yến Hoàng Cửu chỉ mới 70 mấy tuổi, cường giả dung thần cảnh có 200 năm thọ nguyên, dựa theo tính toán bình thường, Yến Hoàng Cửu vẫn còn tráng niên. Bởi vì trước kia trọng thương chưa lành, làm cho thọ nguyên giảm mạnh, hiện tại đã tiếp cận dầu cạn đèn tắt, nếu không hắn cũng không lo lắng vấn đề người thừa kế thành thương sơn. Sau khi Lương Bá trở về, hắn nói lai lịch và ý đồ của Yến Hoàng Cửu với Yến Khuynh Tuyết, lúc này nha hoàn và A Nhượng mừng rỡ. Bọn họ nhìn thấy mạnh thanh trạch cường đại rõ như ban ngày, đây chính là cường giả nhân bảng trong truyền thuyết, có hắn gia nhập thì ai dám khi dễ chúng ta. Chỉ có Yến Khuynh Tuyết trần chờ nàng nói, làm thế chúng ta không phải hiệp ân báo đáp sao. Sẽ làm cho mạnh công tử bất mãn, Lương Bá cười nói, tiểu thư ngươi không cần lo lắng, xem biểu hiện của mạnh công tử hôm nay thì hắn không phải người hẹp hòi như thế. Nghe được lương bá khẳng định như vậy, Yến Khuynh Tuyết cũng chỉ có thể gật gật đầu. Tuy nàng thiện tâm nhưng không phải người cổ hủ, nếu mạnh thanh trạch gia nhập dưới trướng của nàng, chỗ tốt của nàng có thể nghĩ, nàng không hy vọng xa vời có thể đoạt được vị trí thành chủ, chỉ hy vọng cầu tự bảo vệ mình trước đám người Yến trọng hằng hùng hổ hung ác mà thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, bốn người Yến Khuynh Tuyết mang theo bức họa đi tìm tô tín, trên đường đi cũng không có che lấp, đây là lương bá đề nghị hắn muốn đám người yến trọng hằng nhìn thấy mình hiện tại có lực chống lại bọn họ trong thành thương sơn có không ít tai mắt của đám người yến trọng hằng yến khuynh tuyết các nàng hành động thì có tin tức truyền vào tay đám người yến trọng hằng nhất có bốn người có thực lực không kém gì nhau toàn bộ đều cho rằng yến khuynh tuyết điên rồ mới đi mời chào cường giả nhân bảng lão đại yến thư hằng đạt được tin tức này liền không quan tâm chỉ phân phó đám thủ hạ chú ý và tùy thời truyền tin tức yến trọng hằng lại cười lạnh không thôi nữ nhân ngu ngốc tự tìm khổ cho nàng đi đi, nàng cho rằng hôm qua người ta cứu ngươi thì sẽ đầu nhập vào ngươi hay sao? Yến Thịnh Hằng lại nghĩ Yến Khuynh Tuyết không mời chào được Mạnh Thanh Trạch, chính hắn có thể tiến hành mời chào đối phương hay không? Hắn rất tự tin với mị lực của mình, về phần Yến Kế Hằng suy nghĩ càng hung ác, hắn thậm chí đang suy nghĩ mình có nên mang người đi qua hay không, sau khi đám người Yến Khuynh Tuyết thất bại thì mình có thể ác ý chào phúng một phen. Lúc này Tô Tín vừa mới thức dậy, Phương Hạo rất cơ linh đã sớm chuẩn bị điểm tâm cho Tô Tín. Ngày hôm qua hắn ăn một viên tiểu hoàn đan đã mở ra vài khiếu huyệt, hắn càng ra sức phụ thì Tô Tín thoải mái. Lúc này bên ngoài phòng khách có giọng nói dịu dàng vang lên. Yến Khuynh Tuyết đến đây cảm tạ Mạnh công tử viện thủ hôm qua. Tô Tín vốn ngạc nhiên, ngay sau đó hắn mỉm cười vui vẻ. Chính mình ngày hôm qua đùa giỡn không có phí công, Yến Khuynh Tuyết đã tới tìm. Lúc này hắn phát hiện tình cảm của Yến Khuynh Tuyết không thấp, nàng không nói tới một câu mời chào nào, chỉ nói là muốn cảm tạ ân cứu viện của Tô Tín ngày hôm qua. Việc này làm Tô Tín không cách nào cự tuyệt. Tô Tín dùng ngữ khí ôn hòa nói, "Thì ra lại Yến tiểu thư, mời vào." Yến Khuynh Tuyết mang theo đám người lương bá đi vào và thi lễ với Tô Tín, nói, đã tạ mạnh công tử hôm qua xuất thủ tương trợ, nếu không ai nhượng đã gặp nguy hiểm." A nhượng đỏ mặt chắp tay với Tô Tín, lịch duyệt sang hồ của hắn tương đối thấp, lần đầu nhìn thấy nhân vật truyền kỳ nổi danh nhân bảng như Tô Tín liền khẩn trương. Tiểu Nha Hoàn cởi mở hơn nhiều, mắt to không ngừng bắn ra hào quang như ngôi sao nhỏ nhìn Tô Tín. Ha ha, Yến tiểu thư không cần đa lễ như vậy, ngày hôm qua ta cũng đã nói thấy việc bất bình cho nên đứng ra giúp đỡ mà thôi. Ta chẳng qua không quen nhìn bọn chúng nhiều người khi dễ nữ tử yếu đuối. Đôi mắt Yến Khuynh thuyết híp lại thành hình trang rằm nói khẽ, hiện tại người có tâm hiệp nghĩa như mạnh công tử thật rất ít, ban đầu ở nơi đó có nhiều võ giả như vậy nhưng chỉ có một mình mạnh công tử ra tay. Tô Tín ung dung cười nói, Yến tiểu thư đừng cất nhắc ta, ta không tính là người hiệp nghĩa, ta làm tất cả chỉ vì tùy tâm sở dục mà thôi. Yến Khuynh Tuyết ngạc nhiên nói, cái gì mới xem như người chính trực hiệp nghĩa? Tô Tín nghiêm mặt nói, hiệp giả vì nước vì dân. Đại trưởng phu sống đương thời chỉ cầu đỉnh thiên lập địa, không thẹn với lương tâm. Ngày xưa hội chủ anh hùng hội Mạc Phong Thiên Hạ Mạc Thanh Hồi vì bách tính Trung Nguyên đã đơn thương độc mã xâm nhập thảo nguyên ám sát quốc sư. Tát cách nhĩ của kim trướng Hán Quốc, tự toái chân vũ pháp tướng đồng quy vô tận với tát cách nhĩ, lôi kéo hơn vạn xạ điều kỵ của kim trướng Hán Quốc chôn cùng, làm cho kim trướng hán quốc nguyên khí đại thương vô lực xâm lấn trung nguyên có thể giúp trung nguyên vượt qua thời khắc nguy nan nhất người như vậy mới có thể xưng là người hiệp nghĩa chương 161 tặng ngươi một phần đại lễ một đám người yến khuynh tuyết nghe tô tín nói lời hiên ngang như vậy càng cảm động đặc biệt là a nhượng. nội tâm hắn còn cảm thán quả nhiên không hổ là thiếu niên anh hiệp đứng hàng nhân bảng giác ngộ thật cao hiệp giả vì nước vì dân những lời này đúng là chuẩn xác mạnh công tử quả nhiên cao thượng tiểu nữ tử bội phục Nghe được Tô Tín nói như vậy, Yến Khuynh Tuyết càng không nói tới những lời mời chào lúc trước lương bá lúc này sốt ruột nháy mắt, hiện tại không nói còn chờ cái gì. Đương nhiên Tô Tín cũng nhìn ra, lần này hắn cũng không giả bộ, hắn nói, Yến Tiểu Thư, lần này ngươi tới đây cũng không chỉ vì cảm tạ ta a, à. Ngươi có chuyện gì cứ việc nói đi, chỉ cần không vi phạm điểm mấu chốt của tại Hạ, tại Hạ nhất định sẽ hỗ trợ. Yến Khuynh Tuyết trần chờ sau đó nói, mạnh công tử, mặc dù ta thỉnh cầu có chút đường đột nhưng ta vẫn muốn mời ngươi giúp ta một tay. Nàng còn không nói muốn mạnh thanh trạch làm thủ hạ, đối với cường giả trên nhân bảng mà nói, người có thể cầu hắn hỗ trợ nhưng tuyệt đối không có tư cách bảo nhân ra làm thủ hạ của ngươi. Nàng nói huyền chuyển, Tô Tín đương nhiên cũng không thể một lời đáp ứng ngay được. "Thật có lỗi yến tiểu thư, nếu là chuyện khác ta còn có thể giúp đỡ nhưng kế tiếp ta chuẩn bị du lịch tương nam, thật sự là không có có bao nhiêu thời gian ở lại thành Thương Sơn. Còn nữa, đây là chuyện trong thành Thương Sơn, ta một người ngoài xen vào không tốt đâu." Lương bá vội vàng nói, mạnh công tử ngươi đừng vội cự tuyệt, nếu như ngươi đáp ứng giúp tiểu thư chúng ta, bức họa này là của ngươi. Lương bá mở bức họa ra, đó là bức họa tông hạo dương tự tay vẽ trầm tích quân. Tô tín vốn là sướng sờ, sau khi nhớ tới lai lịch bức họa này, trên mặt cố ý làm ra vẻ khiếp sợ, đây là bức họa sư phụ ngươi vẽ sư mẫu. Tô tín lúc này lau mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa đã lòi đuôi. Ban đầu hắn còn không hiểu bức họa này có ý nghĩa gì, May mà thiết vô tình cho hắn tư liệu có nhiều tin tức về Tông Hạo Dương, phòng ngừa sau này có người dùng Tông Hạo Dương thăm dò hắn làm lòi đuôi. Trong đó có miêu tả bức họa này, tuy chỉ có một câu nhưng Tô Tín liên hệ cả hai với nhau, có chín thành chín chuôi nắm chắc chính là nó. Quả nhiên Yến Khuynh Tuyết lúc này mới nói, đúng là Tông Hạo Dương tiền bối đưa tặng bức họa cho mối tình đầu của mình, nhưng nếu như Mạnh Công Tử không muốn tới giúp ta, ta cũng sẽ tăng bức họa cho Mạnh Công Tử ngươi, xem như cảm tạ ân Mạnh Công Tử viện thủ. Tô Tín tiếp nhận bức họa sau đó nói: "Không cần như thế, bức họa này vô cùng trọng yếu với sư phụ ta, hắn năm đó tìm kiếm đã lâu không có kết quả, còn tưởng rằng là bị người trầm ra phá hủy. Hiện tại ta mang bức họa này về thì sư phụ rất vui vẻ, chỉ bằng điểm này ta nguyện ý trợ giúp Yến tiểu thư." Nghe được Tô Tín hứa hẹn, nội tâm đám người lương bá vô cùng vui vẻ, đôi mắt Yến Khuynh Tuyết lúc này sáng ngời, nàng vội vàng nói: "Mạnh công tử đừng nói như vậy, người tới giúp thì Khuynh Tuyết vô cùng cảm tạ." làm sao có thể thu mạnh công tử làm thủ hạ chứ? Tô Tín cười cười lắc lắc đầu, nói, không quy củ không thành vuông tròn, bất kỳ địa phương nào cũng phân chủ yếu và thứ yếu, ta gia nhập dưới trường Yến Tiểu Thư thì chính là thủ hạ của ngươi nếu không những người khác hội nghĩ như thế nào. Lương bá nhìn Tô Tín, quả thực hắn có hảo cảm với vị cường giả nhân bảng này rất lớn. Lúc trước hắn còn thật lo lắng mạnh thanh trạch nếu quyết định trợ giúp Tiểu Thư vậy nên an bài địa vị hắn thế nào. Nếu như song phương đối đãi ngang hàng, Đối với những người gia nhập tiểu thư sau đó thì sao, ai nói bọn họ nghe đây. Hiện tại Mạnh Thanh Trạch biết tiến thoái như vậy, suy nghĩ vị Yến Khuynh Tuyết cũng làm cho Lương Bá Sinh lòng cảm kích với hắn. Mà lúc này đám thám tử theo sau Yến Khuynh Tuyết nghe được tin tức như thế liền tranh thủ truyền tin cho đám người Yến Trọng Hằng. Nghe tin tức như thế, mọi người phản ứng đầu tiên chính là không tin, nhưng sau khi biết được nguyên nhân thì sắc mặt bon họ biến thành tái nhợt. Đầu năm nay Tôn sư Trọng đạo chính là truyền tác lớn nhất giang hồ một ngày là thầy cả đời là cha những lời này không phải nói cho có trừ những ma đầu khi sư diệt tổ những người khác sẽ giữ nghiêm chuẩn tắc này càng không cần nói mạnh thanh trạch biết được yến khuynh tuyết xuất ra bức họa thì bọn họ biết rõ chuyện này không thể vãn hồi mạnh thanh trạch đầu nhập yến khuynh tuyết là chuyện ván đã đóng thuyền sau khi yến trọng hằng biết chuyện này liền gọi trương nghiễm tới hắn tức giận nói ngày hôm qua ngươi không cho ta đi đối phó mạnh thanh trạch hôm nay tốt rồi hắn trực tiếp bị nữ nhân yến khuynh tuyết kia mời chào tới tay còn nữa, nữ nhân này làm cách nào có được bức họa Tông Hạo Dương tự tay vẽ? Tại sao chúng ta không biết chút tin tức nào? Sắc mặt Trương Nghiễm lúc này hết sức khó coi, hắn làm sao biết trong tay Yến Khuynh Tuyết có bức họa do Tông Hạo Dương vẽ cơ chứ? Công tử, Tông Hạo Dương cũng đã mất tích hơn 10 năm, cho dù có người đạt được bức họa của hắn vẽ thì ai còn chú ý tới? Ai có thể nghĩ đến hơn 10 năm sau hắn lại dạy dỗ ra một đệ tử đưa về võ lâm Trung Nguyên? sắc mặt Yến Trọng Hằng em mờ lãnh nói, mang người đi giáo huấn mạnh thanh trạch, ta muốn hắn biết kết cục dám nhúng tay vào sự vụ thành thương sơn là như thế nào. chương 162 tặng ngươi một phần đại lễ, 2. Trương nhiễm gật đầu nói, ta sẽ đi gọi người, công tử ngươi cũng không cần phải gấp, hiện tại đoán chừng đám người đại công tử còn suốt ruột hơn chúng ta a à. bọn họ khẳng định cũng mang người đi qua. Hiện tại có mạnh thanh trạch gia nhập, bọn họ khẳng định cũng sẽ lấy át chủ bài che giấu ra. Yến Trọng Hằng gật gật đầu, vấn đề này cũng không phải là chuyện của riêng hắn, các huynh đệ khác không thể không quan tâm. bốn huynh đệ yến trọng hằng lúc này kéo người đánh tới khách sạn, lúc này yến khuynh tuyết ngồi giữa khách sạn ôn nhu nói, nếu mạnh công tử muốn gia nhập chúng ta, ta sẽ đi triệu tập tất cả thủ hạ tới gặp mạnh công tử, cũng thuận tiện tổ chức bữa cơm tẩy trần. có mạnh thanh trạch gia nhập, yến khuynh tuyết lập tức cảm giác sức ép của mình nhẹ đi rất nhiều. tô tín lúc này mỉm cười nói, đầu tiên không cần nóng này ta nghĩ những cái đuôi theo sau lưng ngươi hiện tại đã truyền tin tức trở về rồi, chỉ sợ có ít người không nhịn được chạy tới đây. Chúng ta cũng không cần đi, cứ chờ tại nơi này, mạnh mỗ sẽ chiếu cố bọn họ trước, thuận tiện tặng Yến tiểu thư một phần đại lễ. Yến khuynh tuyết hiếu kỳ nói, đại lễ gì? Làm cho người cả thành thương Sơn đều biết, người đã có thực lực tranh phong với đám người Yến trọng hằng. Lúc này ánh mắt tiểu nha hoàn sáng lên như ngôi sao, quả nhiên không hổ là tuấn kiệt nhân bảng, hắn quá khí phách. Oanh, Cửa khách sạn bị đá vang ra, đám người Yến Trọng Hằng mang theo thủ hạ lục tục đi tới, nhìn thấy Yến Khuynh Tuyết cùng Tô Tín đang ngồi ở giữa khách sạn, trên mặt hắn tươi cười âm trầm. Yến Trọng Hằng cười lạnh nói, "Mạnh Thanh Trạch, ngày hôm qua người quấy nhiễu Phong Vân Lôi tỷ thí cũng bỏ đi, hiện tại người còn trộn rộn vào sự vụ Thành Thương Sơn, thật nghĩ có thể đứng hàng nhân bảng thì ngươi muốn làm gì thì làm hay sao? Cho dù sư phụ ngươi, Tứ Tuyệt tán nhân, Tông Hạo Dương, hắn cũng không dám dễ dàng dương oai tại Thành Thương Sơn." mạnh thanh trách ngươi dựa vào cái gì yến thư hằng thở dài một hơi nói tiểu muội sao ngươi phải khổ vậy chứ ngươi giao lệnh bài ra đây ta tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi cả đời phú quý có nhiều thứ ngươi tranh giành là tranh không được tô tín muốn nói cái gì đó nhưng yến khuynh tuyết lúc này đứng ra nói đại ca không phải ta muốn tranh giành mà là ta chỉ muốn bảo trụ thứ mình có mà thôi còn nữa nhị ca mạnh công tử cũng không phải quấy nhiễu sự vụ thành thương sơn hắn tới trợ giúp ta các người cũng có thể mời người tông môn sau lưng mình trợ giúp, vì sao ta không thể. Đám người Yến Trọng Hằng đều kinh ngạc nhìn sang Yến Khuynh Tuyết, ngày thường đối mặt với bọn họ khi dễ, Yến Khuynh Tuyết chỉ biết trầm mặc mà chống đỡ, nàng lúc nào dám đứng tra tranh luận phản bác bọn họ. Tô Tín lúc này âm thầm gật gật đầu, xem như hắn không có nhìn lầm người. Tính cách Yến Khuynh Tuyết chỉ là dịu dàng lương thiện cứ không phải mềm yếu có thể khi dễ. Nếu nàng thật mềm yếu có thể khi dễ, lệnh bài của nàng không thể bảo toàn tới bây giờ, chỉ sợ đã sớm bị yến trọng hằng hoặc là người nào đó cướp lấy trước kia yến khuynh tuyết đối mặt đám người yến trọng hằng không dám phản bác chỉ có thể ẩn nhẫn đó là bởi vì trong tay nàng không có thực lực căn bản không có tư cách khiêu chiến người ta hiện tại có tô tín ở đây nên lá gan của nàng cũng lớn hơn trước yến kế hằng lúc này lạnh lùng nói yến khuynh tuyết người chỉ là một nữ nhân mà dám tranh đoạt vị trí thành chủ sao quả thực là si tâm vọng tưởng tiểu thí hài người xem thường nữ nhân như vậy mẫu thân người biết được sẽ thương tâm a. À. tô tín thản nhiên nói, hắn đã nói muốn tặng yến khuynh tuyết một phần đại lễ, đương nhiên sẽ không nhìn nàng bị đám người yến trọng hàng nhục nhã. hắn không vừa mắt tiểu tử yến kế hằng này từ lâu rồi, mặc dù nói tô tín hiện tại tuổi không lớn bằng đối phương nhưng tâm lý thành thục vượt xa yến kế hằng. quả nhiên yến kế hằng bị tô tín chọc giận, sắc mặt hắn đỏ lên và quát tô tín, người nói ai là tiểu thí hài, nổi danh nhân bảng thì thế nào chứ? chỉ là xếp hạng cuối nhân bảng mà thôi, có tư cách gì hung hăng càn quấy. Có tin ta làm người hôm nay không thể rời khỏi thành thương sơn hay không? Đám người yến kế hằng gây ra động tĩnh lớn như thế, trực tiếp làm võ giả trong thành thương sơn quanh khách sạn bị hấp dẫn tới xem. Đương nhiên bọn họ không dám tới gần xem náo nhiệt chỉ dám đứng ở xa vây xem. Nghe yến kế hằng nói thế mọi người âm thầm bĩu môi, nói thầm tiểu nhi tử của thành chủ còn quá trẻ, kinh nghiệm giang hồ quá nhỏ bé, nói cái gì cũng dám nói. Mạnh Thanh Trạch xếp cuối nhân bảng là không sai, nhưng nhân bảng là cái gì? Đó là bảng bài danh của tất cả người trẻ tuổi Tuấn Kiệt. Trên giang hồ có có gần trăm vạn võ giả tiên thiên, số lượng này lớn lắm, nhưng võ giả tiên thiên dưới 35 có bao nhiêu người? Tối thiểu có chừng 10 vạn, trong 10 vạn người này chỉ lấy 108 người đứng hàng nhân bảng, mặc dù chỉ là cuối cùng thì đó cũng là thực lực người ta. Tối thiểu nhị ca yến trọng hằng của ngươi cũng là võ giả tiên thiên, hơn nửa tuổi cũng mới qua 30 nhưng còn không thể sở tới nhân bảng a, còn bị Mạnh Thanh Trạch dùng một kiếm đánh bại trước mặt mọi người. Chương 163 như sấm bên tai một Tô Tín quyết định muốn giúp Yến Khuynh Tuyết Triệt để nổi danh tại Thành Thương Sơn thì nhất định phải đánh, phải rột nhiên nổi tiếng. Đám người Yến Trọng Hằng mang theo không ít người tới đây, có vài võ giả tiên thiên, vừa vặn hôm nay mình mượn bọn chúng khai đao. Ta cũng biết chủ ý của các ngươi, cũng không cần nói nhảm nữa, vừa vặn các ngươi dẫn tới không ít người đánh với ta một hồi đi đánh thắng ta mạnh thanh trạch ta sẽ lập tức rời khỏi thành thương sơn lệnh bài của yến tiểu thư cũng giao ra nhưng nếu như các người đánh thua vậy thì đừng có lại nhảy nữa nhanh cút về nhà đi có dám hay không nghe được tô tín nói như thế đám người yến trọng hằng lập tức đông tâm có thể một trận chiến giải quyết mạnh thanh trạch còn liên quan tới yến khuynh tuyết thì đương nhiên quá tốt cho dù ngày hôm qua mạnh thanh trạch có thể đánh bại yến trọng hằng nhưng không đại biểu cái gì cả Yến Trọng Hằng vừa mới đột phá tiên thiên khí hải cảnh chưa tới nửa năm, dưới chứng bọn họ có võ giả tiên thiên còn mạnh hơn Yến Trọng Hằng quá nhiều. Yến Trọng Hằng lúc này nhìn chằm chằm vào Yến Khuynh Tuyết, tiểu muội, hắn nói chuyện ngươi có thể nhận hay không? Đừng có chờ chúng ta đánh bại hắn, kết quả các ngươi lại quyệt nợ. Yến Khuynh Tuyết thản nhiên nói, mạnh công tử nói đại biểu cho ta. Yến Khuynh Tuyết rất tín nhiệm thực lực Tô Tín, huống hồ nàng hiện tại đã đặt cược lên người Tô Tín, dù cho đánh bạc thì nàng cũng đánh bác Tô Tín sẽ thắng yến trọng hằng cười lạnh nói vậy là tốt rồi như vậy chúng ta có thể bắt đầu tô tín khoát khoát tay nói không vội đi ra bên ngoài trước đã nơi này không phải nơi có thể động thủ phá hư khách sạn của người ta thì không hay trường quầy khách sạn đang trốn ở một bên không dám nói gì lại âm thầm cảm kích tô tín đây mới là phong độ mà cường giả nhân bảng nên có a thời điểm này vẫn suy nghĩ vì tiểu nhân vật như hắn dáng vẻ này nhìn đám người yến trọng hằng không khác gì thổ phỉ lúc đi vào còn đạp tung cửa khách sạn bên ngoài thì bên ngoài chúng ta đi yến trọng hằng vung tay lên hắn mang người rời khỏi khách sạn trên con đường dài bị thanh lý một đoạn rộng trăm trượng đầy đủ bọn họ thi triển yến kế hằng nói trước người của ta lên trước yến trọng hằng cười ha hả nói nếu như thập tam đệ muốn lên thì ta sẽ nhường ngày hôm qua hắn đã giao thủ với tô tín cho nên biết rõ thế nào là khủng bố hơn nữa trương nghiếm thủ hạ của hắn còn không nắm chắc thắng tô tín yến kế hằng muốn sung phong thì hắn cầu còn không được trung thúc xem ngươi rồi, Yến Kế Hằng nói với tráng hán bên cạnh mình, tên tráng hán kia ước chừng 40 tuổi, sau lưng còn có một thanh quỷ đầu đao to lớn, nhìn nó cương mãnh tới cực điểm. Công tử ngươi yên tâm, nhân bảng thì thế nào, nếu không phải trung cuồng ta lớn tuổi, nói không chừng cũng có thể bước vào nhân bảng A. Tráng hán tên trung cuồng cười to, đám người bên ngoài nhìn tới ấy trung cuồng ra tay liền hưng phấn không nhỏ. Trung cuồng người cũng như tên, hắn cực kỳ cuồng vọng cho dù hắn cuồng vọng nhưng đúng là có tư cách cuồng vọng. Trung cuồng bài danh 25 trên phong vân bảng, hắn còn cao hơn trương nhiễm hai vị trí. Hơn nữa tiến vào top 30 phong vân bảng cũng không dễ dàng khiêu chiến bài danh cao hơn, mỗi ngày chỉ chờ người khác khiêu chiến bọn họ, sau đó ngồi đợi lấy tiền là đủ. Nhưng Trung cuồng không giống, mỗi tháng hắn sẽ chủ động khiêu chiến võ giả cao hơn, tuy mỗi lần sẽ tổn thất rất nhiều tiền tài nhưng hắn vẫn không thèm quan tâm. Một là cường giả nhân bảng trẻ tuổi, một là võ giả tiên thiên bài danh phong vân bảng lâu năm là cuồng nhân chiến đấu hai người bọn họ đại chiến rất đáng xem trung cuồng cười lạnh đi tới hắn rút quỷ đầu đao trên vai ra khí thế toàn thân biến thành cuồng bạo nói thật hắn không đặt võ giả nhân bảng vào trong mắt hắn cho rằng tại sao triều đình hạn chế tuổi tiến vào nhân bảng chứ việc này với tán tu và võ giả tiểu môn tiểu phái như bọn họ là hành vi không công bằng những võ giả đại môn phái tập võ từ nhỏ có danh sư dạy bảo còn có đại lượng dược liệu cung cấp, khởi điểm khẳng định cao hơn so với bọn họ. Nếu nhân bảng làm thành như địa bảng, chỉ có thực lực đầy đủ là lên bảng, vậy trung cuồng hắn cũng có tư cách bài danh nhân bảng A. Tiểu tử, hôm nay ta muốn xem võ giả nhân bảng như người mạnh ở điểm nào. Trung cuồng quát lớn, hắn lập tức lao tới gần tô tín như châu điên động đực. Mỗi khi hắn bước một bước, khí thế trên người sẽ mạnh hơn một phần, lực lượng dưới chân hắn còn dẫm nát cả đá lót đường, sau khi vượt qua 10 bước chân, Đường đi dưới chân hắn tan nát thành mảnh nhỏ. Chương 164 Như sấm bên tay 2. Võ công của trung Cuồng dùng khí thế thủ thắng, đao đầu tiên của hắn ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần, đạt tới đỉnh phong mạnh nhất của hắn. Trên phong vân lôi ngày xưa không biết có bao nhiêu võ giả bị một đao đầu tiên của hắn chém trọng thương hắn chém chết, một đao qua đi, đối thủ chưa chết cũng không còn lực lượng chiến đấu. Lúc này Tô Tín đối diện với một đao kinh thiên kia, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy trong quỷ đầu đao có chân khí ngưng tụ thành hình ác quỷ với uy thế hết sức kinh người. Nhưng đáng tiếc trung cuồng đối mặt với Tô Tín, cho dù là lực lượng hay vũ kỹ, tất cả mọi thứ đều là Tô Tín mạnh hơn hắn nhiều. Trung cuồng chém một đao với khí thế vô song nhưng Tô Tín nhưng chỉ duỗi một ngón tay và điểm vào thân đao. Nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ có 24 cách dùng khác nhau, trong nguyên tắc bạch sầu phi dùng kinh chập nhiều nhất, Tô Tín cũng sử dụng kinh chập nhiều nhất. Kinh chập như nghe lôi, chỉ kinh như lôi đình động như bôn lôi mau lẹ vô cùng uy lực cường đại nhất nhưng trừ kinh chập ra nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ còn có các biến hóa khác cũng cường đại hiện tại tô tín dùng chính là đại hàn ngày đông giá rét cực kỳ đại hàn chỉ kinh lạnh như băng đông cứng đao thế lực lượng cực kỳ khủng bố ập tới làm đao thế của trung cuồng giảm đi một nửa kinh thần chỉ cường đại chỉ lực cộng thêm long tượng bàn nhược công mang tới lực lượng cơ thể đáng sợ tô tín chỉ dùng một ngón tay tiếp lấy đao của trung cuồng Người ngoài nhìn thấy Tô Tín sử dụng ngón tay tiếp đao, ngón tay ngang với một đao của Trung Cuồng, bọn họ cảm thấy kinh hãi và khủng bố, nếu như Tô Tín xuất một quyền chẳng phải có thể đánh chết Trung Cuồng. Đương nhiên những võ giả tiên thiên như Trương Nghiễm sẽ không nông cạn giống như những võ giả bình thường chung quanh. Sắc mặt Trương Nghiễm ngưng trọng nói với Yến Trọng Hằng, đây là môn công pháp chỉ pháp cường đại, thiên biến vạn hóa, dung hợp thiên địa ảo diệu, nền móng tuyệt đối không đơn giản, cũng không biết tông hạo dương ra hải ngoại đạt được cơ duyên gì, vậy mà có thể có công pháp chỉ pháp cường đại như thế. Võ Lâm Trung Nguyên có rất ít công pháp chỉ pháp như thế, thiếu lâm tự có 7-12 tuyệt kỹ nhưng chỉ có niêm hoa chỉ, vô tướng kiếp chỉ, đa la diệp chỉ là chỉ pháp, trong tà ma có hoàng tuyển giáo sử dụng hoàng tuyền chỉ, nhưng ta cảm giác uy lực của môn chỉ pháp này phát huy tới tận cùng thậm chí không kém hơn chúng. Nhãn lực của võ giả tiên thiên đều không kém, nhìn thấy uy lực chỉ pháp đã đoán ra nhiều thứ, bản thân Trung Cuồng là người thấu hiểu nhiều nhất. Chỉ pháp lạnh buốt như băng không ngừng rót kinh lực vào người hắn, kinh mạch của hắn không thông thuận, sở cuồng tức giận quát một tiếng và quay người thu đao, chân khí như liệt hỏa bạo phát bức chỉ lực của Tô Tín ra khỏi thân thể. Hắn lui, Tô Tín liền tiến lên, chỉ phong điểm liên hoàn như bôn lôi, kinh chập nghe thấy lôi, xét đánh im ắng. Trung cuồng vội vàng vung đao ngăn cản, chỉ phong cường đại được chân khí ra chỉ đánh vào quỷ đầu đao và sinh ra tiếng nổ lớn, đánh xuyên qua thân đao và chung quanh có vô số vết rách. Chỉ phong như xét đánh, trực tiếp chân áp Trung Cuồng không ngốc đầu lên nổi. Những người đang xem cuộc chiến đều nói thầm trong lòng, Trung Cuồng sắp thua. Bản thân Trung Cuồng là võ giả có sức bật cường đại, con đường võ công của hắn là nhất cổ tác khí nghiền áp tất cả. Nếu như hắn lâm vào hạ phong cũng rất khó lật bàn, thậm chí có khả năng càng đánh càng yếu, nhất cổ tác khí, nhị mà suy, tam mà kiệt. Hiện tại bộ dạng hắn thê thảm như vậy, nhuệ khí trong lòng bị tô tín đánh tan, rốt cuộc lúc hắn không cẩn thận bị một chỉ của tô tín điểm và vai phải, quỷ đầu đao trong tay hắn rời tay, một chỉ cuối cùng điểm vào ngực hắn, trực tiếp đánh hắn thổ huyết bay xa. Mọi người xem tô tín công kích liền si mê, chợ ức kia trung cuồng dùng khí thế áp người, không nghĩ tới hôm nay hắn bị người khác nghiền áp. Tô tín đứng chắp tay, thản nhiên nói còn ai nữa. Thần thái lạnh nhạt của tô tín làm đám người chung quanh tán thưởng không thôi, quả nhiên không hổ là cường giả nhân bảng, khí độ quá cao. Tiểu nha hoàn kéo cánh tay tạ chị Yến và đong đưa không ngừng tiểu thư ngươi nhìn xem mạnh công tử đúng là quá đẹp trai a à, nhượng ở bên cạnh ghen ghét mạnh công tử mạnh thì mạnh nhưng đánh thắng bầy tư thái thì ta cũng biết làm tiểu nha hoàn lườm hắn nói được rồi mạnh công tử người ta là cao thủ tịch nghịch người chính là dương dương đắc ý a à, nhượng nghẹn lời không nói được gì yến kế hằng mặt đen bảo người mang chung cuồng quay về hận không thể rời đi lập tức thật sự là quá mất mặt vừa rồi còn cướp lên đầu tiên kết quả bị người ta giải quyết dễ dàng hắn không phải võ giả tiên thiên cho nên tầm mắt còn chưa đủ, không nhìn ra tô tín cường đại, hắn chỉ nhìn thấy trung cuồng không dùng được. Cho nên Yến kế hằng âm thầm quyết định, trở về sẽ đuổi trung cuồng đi, cầm nhiều tiền tài và tài nguyên tu luyện của ta như vậy mà không được việc, đúng là phế vật. Yến Thư Hằng và Yến Thịnh Hằng liếc nhau, ánh mắt lộ ra một tia khó khăn. Bọn một là con trưởng Yến Hoàng Cửu, thủ hạ không ít. Một là giao du rộng rãi, hào sảng đại khí nổi danh, thủ hạ võ giả không ít. Nhưng hiện tại Tô Tín bày ra thực lực đã hù bọn họ, bọn họ mời chào võ giả thành thương sơn nhưng không có ai có thể vững vàng áp chế Tô Tín. Tông môn sau lưng bọn họ có không ít võ giả tiên thiên, tuy trở ngại Yến Hoàng Cửu cho nên không dám hiển nhiên mang theo bên người, trong lúc nhất thời không tìm ra người xuất đầu. chương 165 các người cùng lên đi một. Một trận chiến chấn nhiếp toàn trường, loại uy thế này không kém nhưng Tô Tín lại cảm giác còn chưa đủ. Hắn hôm nay nhất định phải đánh ra danh hào cho toàn thành biết tới, Mạnh Thanh Trạch chỉ đánh một trận là không đủ. Cho nên Tô Tín trực tiếp nói với Yến Trọng Hằng, như thế nào, không dám đánh sao? Cũng được, ta cũng không khi dễ các ngươi, các ngươi cùng lên đi, có bao nhiêu người ta tiếp hết. Yến thư Hằng nhìn Tô Tín thật sâu, nói, đây là ngươi nói, ngươi không nên đổi ý a. À? Nơi này có nhiều người nhìn như vậy, Mạnh Thanh Trạch ta làm sao đổi ý? Tô Tín thản nhiên nói, đám người Yến thư Hằng nhìn nhau, lại phái một người tới. Thủ hạ của Yến Thư Hằng là một trung niên cầm song kiếm, nhìn hắn không có gì khác thường. Người này cũng là cao thủ nổi danh trên phong vân bảng, đứng hàng 23, hắn còn mạnh hơn trung cuồng nhiều. Mà Yến Thịnh Hằng phái một người hồ ở Tây vực tới. Người hồ ở Tây vực có tóc vàng mắt xanh, trong tay không có cầm binh khí nhưng thần thái của hắn cực kỳ âm trầm. Yến Thịnh Hằng giao du rộng lớn, hắn có nhiều thủ hạ nhất trong các huynh đệ, cũng là người có lai lịch phức tạp nhất mặc dù người hồ tây vực không có bài danh trên phong vân bảng nhưng chính là võ giả tiên thiên hàng thật giá thật yến trọng hàng phái trương nghiễm xuất chiến vốn trương nghiễm khẳng định không muốn đánh với tô tín không phải vì hắn nhát gan mà là vì trong trận chiến vừa rồi hắn nhìn ra mình tuyệt đối không phải đối hủ của tô tín đi lên cũng chỉ tự rước lấy nhục hiện tại ba người vây công một tô tín đã khác với lúc đầu nói không chừng có cơ hội đánh bại tô tín chỉ có ba người các ngươi sao vậy thì tốt các ngươi ra tay đi tô tín cầm trường kiếm đứng đó thần sắc không chút sợ hãi. Ba người trương nghiễm nhìn nhau sau đó cùng ra tay, ra tay đầu tiên chính là trung niên cầm song kiếm, võ công của hắn chính là đạo gia nhất mạch, song kiếm trong tay thập phần vững vàng và có xu thế âm dương, thái cực thay đổi liên tục, phân hóa tứ tưởng, kiếm quang giống như vô cùng vô tận muốn vây khốn người ta vào trong và chém giết tại chỗ. Trương nghiễm tức giận quát lớn, song âm cường đại bộc phát, cho dù những võ giả chung quanh đứng cách xa bọn họ một chút lại cảm giác đôi tai ù ù, màng tai đau đớn, chung quanh trương nghiếm có sóng âm hóa thành thực chất và uy lực hết sức kinh người. Cuối cùng người hồ Tây vực không hành động, hắn chờ võ giả song kiếm và trương nghiếm ra tay thì thân ảnh hắn hơi chấn động, hắn hóa thành một bóng đen biến mất trong đám người. Ba người bọn họ ra tay nhưng lúc này tô tín lại nhắm mắt. Đồng thời đối mặt ba tên võ giả tiên thiên khí hải cảnh công kích, muốn nói không có một chút áp lực nào là gạt người. Trong võ đạo, phương pháp phát triển nhanh nhất chính là sinh tử chém giết không ngừng tạo áp lực lên bản thân, bản thân mới có thể không ngừng phát triển trong chém giết sinh tử. Nhắm mắt lại, Tô Tín cảm giác nguyên khí thiên địa chung quanh mình không ngừng biến hóa, chân khí ba gã võ giả xen lẫn với nguyên khí thiên địa, chấn động thập phần hỗn loạn. Tiên thiên luyện khí, võ giả tiên thiên khí hải cảnh không chỉ cảm thụ khí hải trong cơ thể của mình, còn phải đi thu nạp nguyên khí thiên địa bên ngoài, cảm thụ lực lượng trong đó mới có thể xem như chạm tới ý nghĩa chân chính của cảnh giới tiên thiên. thiên. Leng keng, tiếng kiếm minh không ngừng vang lên, dù long kiếm trong tay tô tín ra khỏi vỏ, thì triển đoàn ra kiếm pháp bộc phát kiếm quang tung hoành, khí tượng vương giả không mất đi linh động sinh ra. Nhưng biểu tượng chỉ xuất hiện trong cảm giác của tô tín, kiếm thế của võ giả song kiếm như âm dương ngư xoay tròn, ở giữa là điểm bắt đầu cũng là điểm kết thúc. Dù long kiếm mau lẹ như gió, nó tinh chuẩn điểm vào trung tâm, lực lượng huyết hà thần kiếm bộc phát và huyết quang nhàn nhạt xuất hiện. Tô tín không dám quá mức vận dụng lực lượng huyết hà thần kiếm, hắn chỉ dám sử dụng một phần mười lực lượng cũng đủ sức phá vỡ kiếm thế của tên võ giả song kiếm. Âm 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 thanh kim loại va chạm sinh ra, tên võ giả song kiếm khiếp sợ phát hiện một kiếm kia mang theo lực lượng khổng lồ phá vỡ kiếm thế của hắn, thậm chí còn đánh nát một thanh kiếm trong tay hắn. Lúc này trương nhiễm đã giết đến bên cạnh, lực lượng sóng âm kéo binh khí nát vỡ của võ giả song kiếm tới bên cạnh hắn. Trương 166 các người cùng lên đi hai Võ công của Trương nghiễm gần giống với thiếu lâm sư tử hống, đều dùng sóng âm để đạt tới mục đích chấn nhiếp, một tiếng giống của hắn có thể đánh bại đối thủ. Đáng tiếc Tô Tín tu luyện Long Tượng Bàn như công tầng thứ nhất viên mãn, căn cơ ổn như bàn thạch, tiếng giống của hắn không tạo thành bất cứ hiệu quả gì lên Tô Tín. Trương Nghiễm thấy thế vội vàng đánh một trường, lòng bàn tay có lôi quang óng ánh, âm thanh sét đánh nổ vang âm âm. Tay phải Tô Tín cầm kiếm, tay trái dùng kinh thần chỉ, chỉ phong mau lẹ như sấm và không lâm vào hạ phong chút nào. Ngay sau đó Tô Tín đối kháng với Trương Nghiễm, sau lưng hắn có cát vàng bay bay, tên người Hồ Tây vực biến mất lại xuất hiện sau lưng hắn, hai tay tất cầm lấy năm thanh độc châm tối tăm như mực và ném về phía Tô Tín. Nhìn thấy cảnh tượng này mọi người đều mắng to tên người Hồ vô cùng hèn hạ. Bất kể lập trường song phương như thế nào, nói như thế nào Tô Tín cũng là người trung nguyên, hiện tại người Hồ Tây vực tấn công cũng không có gì nhưng lại chơi đánh lén như thích khách, lại còn dùng châm ám khí, hắn không biết xấu hổ mà. Vào lúc này Tô Tín không có chút bối rối hắn nhìn rõ hành động của người hồ tây vực thời thời khắc khắc vẫn chú ý tới động tác của hắn vừa rồi hắn vừa xuất hiện đã bị tô tín phát hiện ra chân khí hộ thể ngăn cản độc châm đồng thời tay phải tô tín cầm du long kiếm đánh nát thanh kiếm còn thừa của tên võ giả song kiếm kiếm quang xẹt qua không gian đánh tên võ giả bay ra ngoài tinh thần chỉ điểm ra liên tục chỉ phong cường đại áp trương nhiễm không ngừng đầu lên được hắn hiện tại xem như biết rõ thống khổ của trung cuồng vừa rồi trèo trống dưới thế công liên miên không dứt quả thực làm người ta tuyệt vọng đừng nói phản kích không bị đánh bại là tạ trời đất rồi lúc này người hồ tây vực không có bỏ trốn hắn hú lên quái dị và tấn công tô tín hai tay hắn quấn như rắn bỗng nhiên dài ra vài phần và đánh vào khí hải và ngực tô tín nói thật tô tín nhìn võ công tây vực thật phiền toái cũng chỉ là một chút phiền toái mà thôi võ công tây vực quỷ dị mà tàn nhẫn nhưng uy lực không mạnh du long kiếm quay về phòng thủ kiếm quan tăng vọt ngăn cản thế công như nước của tên người hồ tô tín trực tiếp buông tha công kích trương nhiễm Tên võ giả Tây Vực nhìn thấy Tô Tín buông tha tấn công Trương Nhiễm thì hắn sợ hãi kêu lên một tiếng. Bản thân hắn không phải người am hiểu chiến đấu chính diện, vừa rồi hắn nhìn thấy Tô Tín cùng Trương Nhiễm đối kháng mới dám âm thầm đánh lén. Hiện tại nhìn thấy Tô Tín vậy mà buông tha tấn công Trương Nhiễm và định giải quyết hắn, hắn lập tức kêu lớn và hóa thành bóng đen vội vàng lui về phía sau, kiếm quang của Tô Tín đảo qua vị trí hắn vừa đứng, bỗng nhiên thân thể hắn hóa thành cát vàng và biến mất không còn gì nữa. Loại tình huống này rất quỷ dị, Tô tín cảm giác tên võ giả Tây vực thật biến thành cát vàng và biến mất không thấy đâu nữa, cũng không phải sử dụng chướng nhãn pháp. Trong truyền thuyết có một ít võ công có thể luyện thành thân thể không tồn tại, ví dụ như Tây Cương Mật tông có một môn công pháp có thể luyện mình thành sắt thép, đao chém vào tận xương cũng không thấy máu tươi, nhưng chỉ có cường giả trên nguyên thần cảnh mới có thể tu luyện. Một võ giả tiên thiên khí hải cảnh cũng có loại thực lực như vậy, chỉ sợ Tây vực 36 nước không có yếu ớt giống như hiện tại, mà là đã sớm tiến công xâm lược trung nguyên. Tô Tín nhắm mắt lại, dùng tinh thần chỉ bị động chống cự công kích của Trương Nghiễm, tinh thờ bản thân không ngừng điều tra chung quanh, tuy không thu hoạch được gì nhưng có linh quang xuất hiện trong đầu Tô Tín, rốt cuộc hắn nghĩ ra át chủ bài của đối phương là gì. Ảo thuật, dĩ nhiên là ảo thuật, ảo thuật trong lời của võ giả chính là tinh thần công kích. Luyện hóa tinh thần bản thân, dùng tinh thần lực bản thân ảnh hưởng đối thủ thậm chí trực tiếp công kích đối thủ, ảo thuật chính là một loại phương thức biểu đạt của tinh thần lực mà thôi. Nhưng nói như vậy chỉ có thần cung cảnh mới có thể bắt đầu tu luyện tinh thần lực, nguyên thần cảnh mới bắt đầu lĩnh ngộ tinh thần lực công kích hoặc phương pháp vận dụng. Trước mắt võ giả Tây vực có thực lực thường thường, nhưng thủ đoạn quỷ dị kỳ lạ đúng là quá nhiều. Tô Tín mở to mắt, Du Long kiếm mang theo vào kiếm dài vài thước chém chung quanh, giống như hắn nôn nóng vì không tìm được bản thân tên võ giả Tây vực. Nhưng lúc này Trương Nghiễm không cách nào thở ra một hơi, hắn cảm giác Tô Tín hiện tại còn đáng sợ hơn vài phần. Ngươi cho rằng hơi biến hóa là có thể chính thức ảnh hưởng tới ta sao? Phát giác được kiếm quang đảo qua một nơi liền có không gian chấn động rất nhỏ, tổ tín lại đi về phía trước, trực tiếp vứt bỏ trương nhiễm không để ý, kinh thần chỉ điểm ra như sấm sét. lúc này một dòng máu tươi bắn tung tóe, tên võ giả tây vực xuất hiện và bụng lấy chân trái gào thét. Su Long kiếm công kích đường đường chính chính nhưng ép tên võ giả tây vực không còn không gian né tránh, kiếm thế linh động không ngừng bao phủ không gian ép buộc tên võ giả tây vực phải đối chiến, lúc này nửa người hắn máu tươi đầm đìa bay ra ngoài trương nhiễm đuổi theo phía sau bàn tay có lôi đỉnh lóng lánh đánh vào hậu tâm tô tín tô tín điểm kinh thần chỉ bằng tay trái như trường hồng quán nhật mặt trời lên cao khí thế vô cùng bá đạo nhị thập tứ tiết khốc liệt đại thứ viêm nhật sinh huy trương nhiễm cảm giác tay phải tê dần lực lượng nóng rực đánh vào kinh mạch của hắn hắn vừa định ra tay hóa giải kinh lực kiếm của tô tín đã dâm tới hắn thậm cảm giác được lực lượng sắc bén và sát cơ trên thân kiếm Chờ chút, đừng đánh, ta nhận thua." Trương Nghiễm vội vàng lui về phía sau và hét lớn. "Chương 167 Phỏng đoán công pháp biến hóa 1. Ba người cùng vây công Tô Tín, kết quả lại bị Tô Tín một người một kiếm trọng thương hai người, còn lại một Trương Nghiễm bị dọa nhận thua, loại kết quả này làm cho đám người yến trọng hàng xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Đám người vây xem tại nơi này, mặc kệ là võ giả thành Thương Sơn hay võ giả tên ngoài đều trầm trồ khen hay, bọn họ chỉ nghị luận Tô Tín cường đại đến cỡ nào cỡ nào cường giả nhân bảng không hổ với danh xưng các loại những việc này càng làm sắc mặt yến trọng hằng càng thêm khó coi tô tín thu kiếm hắn mỉm cười nói như thế nào đây còn muốn đánh nữa hay không nếu muốn đánh nữa mạnh thanh trạch ta tùy thời phụng bồi cho dù sáu người ta cũng tiếp hết đi yến trọng hằng oán hận nhìn tô tín sau đó quay người rời đi những người khác cũng biết hiện tại có đánh với tô tín cũng không chiếm được tiện nghi ngược lại còn làm bản thân mình mất mặt cho nên rời đi Tô Tín quay người trở lại bên cạnh đám người Yến Khuynh Tuyết và cười ha ha nói, được rồi, bọn chúng đã biết lợi hại, ta đoán trong thời gian ngắn bọn chúng cũng không dám gây ra chuyện gì đâu. Yến Khuynh Tuyết gật đầu, trên mặt nở nụ cười sáng lạn. Trải qua thời gian rất lâu, nàng không có cảm thấy nhẹ nhõm như hiện tại. Đám người lương bá vô cùng hưng phấn, quả nhiên thực lực Tô Tín danh bất hư truyền, đám cường giả thủ hạ Yến Trọng Hằng chỉ là gà đất chó kiểng mà thôi, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Nơi này không phải là nơi nói chuyện, yến khuynh tuyết quay trở lại trạch viện và bảo a nhượng cùng tiểu nha hoàn tổ chức tiệc rượu tẩy trần cho tô tín nàng cùng lương bá đang nói chuyện với tô tín dọc theo con đường này tô tín cũng không có nhàn rỗi hắn có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu cần học hỏi cũng làm cho hắn hoàn toàn nắm giữ lực lượng cảnh giới tiên thiên đồng thời tô tín cũng chứng minh là đúng một phỏng đoán của hắn đó chính là công pháp vũ kỹ mình rút thưởng cũng có sinh ra biến hóa nhất định công pháp vũ kỹ là chết người là sống Cùng một bộ công pháp mà người luyện không giống nhau sẽ có kết quả khác nhau, càng không cần nói hoàn cảnh tu luyện cũng khác nhau. Cũng tỷ như Đoàn Gia kiếm pháp trong nguyên tắc tính toán là một bộ kiếm pháp không tệ, trong tay Tô Tín lại kiếm khí tung hoành, gần như không nhìn thấy bóng dáng ban đầu, vũ kỹ như vậy có thể gọi là Đoàn Gia kiếm pháp sao? Nhưng trên thực tế kiếm pháp vẫn là kiếm pháp, sử dụng trong hoàn cảnh khác nhau sẽ có hoàn cảnh khác nhau. Trong thế giới Thiên Long Bát Bộ, Lục mạch thần kiếm, Hỏa diễm đao có thể làm chân khí người sử dụng phóng ra ngoài thực lực những người thi triển sẽ thế nào. Nhân vật chính đoàn dự, thổ phiên quốc sư cưu ma trí. Ném những võ giả thế giới này đạt cảnh giới tiên thiên chân khí phóng ra ngoài vào trong thế giới thiên long bắt bộ, bảo bọn họ đối chiến với cưu ma trí, chết nhất định là bọn họ. Bởi vì nội lực của bọn họ áp xúc tới mức độ của thế giới thiên long bắt bộ nhưng thực lực của bọn họ phát huy không tới cảnh giới nhị lưu. Đẳng cấp năng lượng của cảnh giới khác nhau, phương pháp sử dụng năng lượng khác nhau, đây cũng là lý giải của Tô Tín. Trong cùng cảnh giới hậu thiên, hắn sử dụng tiêu hao phẩm hỏa diễm đao phóng ra đao mang vài thước, một kích miểu sát võ giả tiên thiên. Hắn hiện tại có được hỏa diễm đao thậm chí có thể chém ra đao mang dài một trường. Nếu là nguyên thần tam cảnh thi triển hỏa diễm đao có thể chém nước núi sông. Hiện tại Tô Tín đã cơ bản xác nhận hệ thống đánh đánh đẳng cấp công pháp cũng chỉ phát huy ra uy năng của vũ kỹ tại thế giới này. Công pháp cũng như thế, phải biết rằng thế giới này còn có nguyên khí thiên địa tồn tại, võ giả tiên thiên có thể thu nạp nguyên khí thiên địa cho mình dùng, cường giả nguyên thần tam cảnh có thể mượn uy năng thiên địa gia tăng thực lực bản thân mình. Nội công tâm pháp được nguyên khí thiên địa gia trì cho nên nó càng ngày càng cường đại hơn, đương nhiên đây chỉ là sử dụng, ví dụ như long tượng bàn nhược công chính là như thế. Trong thế giới anh hùng xạ điêu, nơi đó nguyên khí thiên địa liên hệ với thọ nguyên, long tượng bàn nhược công không cách nào tu luyện đến đại thành, nhưng ở chỗ này có đầy đủ nguyên khí thiên địa cung cấp võ giả hấp thụ, hơn nữa không cần lo lắng thọ nguyên nếu thọ nguyên võ giả tiên thiên không có ngoại ý muốn sẽ hơn trăm năm, càng có một ít võ giả bước vào thiên thần cung nếu không bị trọng thương, thậm chí có thể đạt tới gần hai trăm năm. Cường giả nguyên thần cảnh khẳng định có thọ nguyên hơn hai trăm năm, có thời gian dài như vậy, cho dù người có tư chất ngu dốt cũng có thể thu hành long tượng bàn nhược công tới đại thành. Nghĩ thông suốt điểm này, về sau tô tín chọn lựa trông pháp liền có thể tận lực chọn lựa những công pháp thích hợp với bản thân, có khả năng phát huy tác dụng lớn nhất. Trên đường đi tự hỏi cũng tới nhẹ yến khuynh tuyết. Nơi ở của Yến Khuynh Tuyết chỉ là phủ đệ nhỏ mà thôi. Trong nơi này có 10 tòa nhà, còn có các loại đình đài lầu các, hoa viên nước chảy, cái gì cần có đều có. Chương 168 Phỏng đoán công pháp biến hóa 2. Tại Thành Thương Sơn là nơi tấc đắc tắc vàng lại có nơi ở như thế, giá trị căn bản không cách nào đánh giá. Yến Hoàng cửu rất công bằng với các con của mình, cho dù là ai cũng có nhà cửa to lớn. Sau khi tới nhà, Yến Khuynh Tuyết đã an bài xong yến hội và mời Tô Tín dùng cơm tẩy trần chủ yếu là muốn tô tín làm quen với thủ hạ của yến khuynh tuyết nhưng đợi đến lúc chính thức gặp được thủ hạ của yến khuynh tuyết tô tín không khỏi lắc đầu quả thật còn yếu hơn so với tô tín suy nghĩ thủ hạ của yến khuynh tuyết trừ lương bá là võ giả tiên thiên gia mạnh nhất chính là a ngượng tu vi hậu thiên đại viên mãn dưới a nhượng có năm võ giả hậu thiên trung kỳ trong đó chỉ có một người là do yến khuynh tuyết mời chào được người nọ từng đắc tội với yến trọng hằng bị yến khuynh tuyết thù hận nên sinh ra cảm kích ở lại nơi này Bốn người khác lại Yến Khuynh Tuyết dùng bạc mời chào, đều là võ giả thực lực không tính là mạnh. Võ giả hơi có lòng cầu tiến sẽ đi tới chỗ đám người Yến Trọng Hằng, tối thiểu bọn họ còn có được đan dược tu hành nhanh hơn. Nhưng bọn họ lựa chọn Yến Khuynh Tuyết tiêu lường hàng tháng cao nhưng không có tài nguyên tu luyện, những người này có thể nghĩ. Nhưng võ giả hậu thiên sơ kỳ không cần phải nói, những người này có thể nắm một bó to trong thành thương sơn, tùy thời có thể mời chào được. Sau khi ăn xong, Tô Tín bảo người khác đi ra ngoài, chuẩn bị một mình nói chuyện với yến khuynh tuyết một mình đối mặt tô tín trên mặt yến khuynh tuyết có một tia không tự nhiên mạnh công tử thủ hạ của ta có chút thực lực quá yếu a à. tô tín lắc lắc đầu nói thực lực thủ hạ yếu có thể nghĩ biện pháp nhưng ta muốn biết yến tiểu thư muốn như thế nào ta yến khuynh tuyết chìa chìa chính mình vẻ mặt đầy nghi hoặc đúng thế chính là ngươi rốt cuộc ngươi muốn tự bảo vệ mình hay muốn tranh vị trí thành chủ tô tín nhìn đôi mắt yến khuynh tuyết nói yến tiểu thư nếu như ngươi muốn tự bảo vệ mình thì hiện tại ngươi đã làm được, ta dám cam đoan, sau cuộc chiến ngày hôm nay đám người Yến Trọng Hằng tuyệt đối không dám trêu chọc ngươi. Sau này thì sao? Chờ đợi đám người Yến Trọng Hằng kế thừa vị trí thành chủ, bọn chúng sẽ đối xử với ngươi như thế nào? Bên cạnh giường sao cho phép có người ngủ ngáy, đoán chừng tới lúc đó trong tất cả con nối dõi của phụ thân ngươi đoán chừng chỉ có thể lưu lại một, những người khác sẽ bị thanh lý, ngươi đương nhiên cũng không chạy thoát một kiếp này yến khuynh tuyết vừa muốn nói gì đó liền bị tô tín trực tiếp cắt lời yến tiểu thư ngươi không cần phải nói cái gì bọn họ chắc có lẽ không ngoan độc như thế những huynh đệ tỉ muội của ngươi thế nào thì ngươi không hiểu rõ sao bọn họ tuyệt đối có thể làm được tô tín nói chuyện và cười vui vẻ yến thành chủ cả đời gây dựng nên cơ nghiệp này mạnh thanh trạch ta rất bội phục ta lại không dám gật bừa phương thức hắn bồi dưỡng con cái hắn từ nhỏ nuôi ý thức cạnh tranh với con cái của mình thậm chí bồi dưỡng bọn họ như sâu độc còn kém cho bọn họ tự giết ai lanh nhau làm cho những huynh đệ tỉ muội không có than tình gì đáng nói thậm chí còn nghĩ biện pháp trừ khử đối phương hiện tại có hắn tọa chấn những mầm mống này chỉ có thể thông qua phương thức cạnh tranh hoặc là do thủ hạ đọ sức nhưng đợi đến lúc hắn chết thì ai tuân thu quy củ này chứ yến khuynh tuyết im lặng nàng biết rõ những việc này nhưng nàng tới hiện giờ không dám thừa nhận mà thôi phương thức yến hoàng cửu giáo dục con cái đúng là có vấn đề hơn nữa là vấn đề lớn cũng may mắn Yến Khuynh Tuyết khi còn bé không theo chân bọn họ, mà là sinh sống cùng mẫu thân lương thiện, mới không thay đổi thành bộ dạng á người Yến Trọng Hằng. Trước kia Tô Tín bồi phục Yến Hoàng Cửu là giả, hắn khinh bị phương thức đào tạo con cái mới là thật. Yến Hoàng Cửu cũng chỉ là người xuất thân tán tu, mặc dù có chút tư thái kiêu hùng nhưng khí lượng vãn quá nhỏ. Phương thức nuôi dưỡng con cái của hắn là bồi dưỡng ra người mạnh nhất, nhưng làm như vậy được cái gì? Thành Thương Sơn sẽ không bởi vì một người mà phát sinh biến hóa, phương thức bồi dưỡng con cái của hắn chẳng khác gì hoàng thất cạnh tranh, trình độ tàn nhẫn chỉ chứa một người. Giang hồ nơi này không thuộc về hoàng tộc, thành thương sơn cũng không phải sở hữu của hoàng thất đại chu, thủ hạ cường giả vô số, chỉ cần hoàng đế không tìm đường chết thì giang sơn không lo. Nếu thành thương sơn muốn phát triển, có lẽ nên đi học từ mấy đại thế gia lương nam, phát triển thành hình thức gia tộc. Hiện tại hình thức gia tộc cạnh tranh ác liệt nhưng tối thiểu vẫn có thể bảo trì đoàn kết nhất trí. Hơn nữa hình thức gia tộc như quả cầu tuyết lăn, chỉ cần không có xuất hiện biến cố quá lớn sẽ chậm rãi tăng trưởng. Như hiện thành thương sơn, mọi người có đôi khi gọi Yến Hoàng Cửu là thành chủ, có lẽ nên gọi Yến Kế Hăng là người Yến ra, là Yến ra thành thương sơn. Đáng tiếc con đường này lại bị Yến Hoàng Cửu chôn vùi triệt để, vết rách từ các con hắn giã hình thành, căn bản có không khả năng đoàn kết hình thành Yến ra thành thương sơn. chương 169 Thái độ Yến Hoàng Cửu 1 Tô Tín nhìn thẳng ánh mắt Yến Khuynh Tuyết, hắn cũng đã nói rõ quan hệ lợi hại với Yến Khuynh Tuyết, Hiện tại hắn muốn xem nàng sẽ lựa chọn như thế nào. Yến Khuynh Tuyết bị ánh mắt Tô Tín nhìn chằm chằm vào nàng, cảm giác được nội tâm của mình bị Tô Tín nhìn thấu cho nên có phần bối rối. Tô Tín nói những lời kia không ngừng quanh quẩn trong nội tâm Yến Khuynh Tuyết, tại sao mình không đi tranh giành? Chính mình không tranh giành thì đám người Yến Trọng Hằng sẽ không bỏ qua chính mình. Chính mình đi tranh giành tất nhiên sẽ xung đột vũ lực với các huynh đệ tỷ muội khác. Nhưng không tranh giành thì bị liên lụy không chỉ một mình nàng nha hoàn lục ly sống với nàng từ nhỏ tới lớn tình như tỉ muội còn có lương bá chiếu cố nàng như trưởng bối một lòng giữ gìn nàng còn có an nhượng bảo vệ nàng giống như huynh trưởng còn có những thủ hạ nguyện ý theo sau mình nếu như liên lụy bọn họ thì mình có dai dứt hay không yến khuynh tuyết thở dài một hơi nàng gian nan nói ta muốn đi tranh giành nghe được nàng trả lời tô tín lúc này mỉm cười biết rõ đáp án là tốt rồi yến tiểu thư ngươi yên tâm đi ngày mai ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục yến khuynh tuyết phiền muộn rời đi tô tín bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch của hắn hắn muốn giúp yến khuynh tuyết đoạt được vị trí thành chủ của thành này không đơn giản chút nào yến khuynh tuyết khởi điểm quá thấp chính mình nhất định phải hảo hảo mưu đồ một phen mới được huống chi địch nhân của mình cũng không phải là đám người yến trọng hằng những người này chỉ là quân cờ nhỏ mà thôi địch nhân chân chính của hắn chính là toàn bộ võ lâm tương nam thành thương sơn sừng sững tại tương nam có thể làm đại thành lớn nhất tương nam cho dù là buôn bán lợi nhuận không đếm hế được và võ giả tán tu lưu trú đều làm thế lực trong tương nam đỏ mắt. Dĩ vãng có Yến Hoàng Cửu tỏa chấn, bọn họ chỉ có thể hợp tác với Yến Hoàng Cửu, hơn nữa Yến Hoàng Cửu cũng không phải người ngu, thành thương Sơn cũng không có đảo hướng võ lâm tương nam, cũng sẽ không đảo hướng triều đình. Hiện tại Yến Hoàng Cửu sắp vẫn lạc, người thừa kế thành thương Sơn phải nằm trong tay của đại môn phái võ lâm tương nam, chính mình sớm muộn gì cũng phải giao đấu với bọn họ cùng lúc này lương bá cũng bị yến hoàng cửu gọi tới báo cáo tình huống xảy ra vào ngày hôm qua kỳ thật tình huống hôm qua đã bị thám tử của yến hoàng cửu lấy được nhưng khẳng định không có chân thật như lương bá đứng gần quan sát sau khi nghe lương bá kể lại yến hoàng cửu gật gật đầu mạnh thanh trạch coi như không tệ biết rõ đánh một trận khai hỏa thanh danh cho yến khuynh tuyết mang đến chỗ tốt đáng tiếc thực lực yến khuynh tuyết hiện tại vẫn quá kém thời điểm trở về ngươi mang theo những đan dược này về đan dược cao giai đưa cho mạnh thanh trạch những đan dược cấp thấp dùng mời chào võ giả cấp thấp. Yến Hoàng Cửu vung tay lên, lúc này có người mang cái dương lớn tới, bên trong có đủ các loại đan dược tu luyện. Dùng tài lực thành thương sơn, Yến Hoàng Cửu cũng không thiếu các dược liệu chân quý, những năm qua hắn cũng mời chào một ít luyện dược sư, hơn nữa dùng nhiều tiền mua được đan phương từ các tiểu tông môn trong tương nam, tự luyện chế những đan dược này cho nên sản xuất không ít, nhưng tối thiểu không cần giống như những lần trước bỏ giá cao mua sắm đan dược của người ta trên mặt lương bá xuất hiện vui mừng và sợ hãi yến hoàng cửu cho hắn những tài nguyên tu luyện này chẳng phải nói hắn có khuynh hướng tiểu thư hay sao đương nhiên lương bá không dám nói lời này ra khỏi miệng tâm tư thượng vị giả vĩnh viễn khó phỏng đoán nhất hắn chỉ cần ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh là được rồi ai đợi đến lúc lương bá đi rồi yến hoàng cửu mới thở dài một hơi hắn cũng cảm giác được quyết sách của mình lúc trước sai rồi chỉ bằng đám người yến trọng hằng có thể bảo trụ thành thương sơn sao chỉ sợ chờ bọn chúng vừa mới kế vị thành chủ thành thương sơn sẽ trở thành phụ thuộc của các tông môn tương nam sáng sớm ngày thứ hai tô tín vừa thức dậy yến khuynh tuyết đã phái người tới mời hắn tô tín đi tới phòng khách đã nhìn thấy đám người lương bá vây quanh một cái dương và hưng phấn nói chuyện với nhau nhìn thấy tô tín tới yến khuynh tuyết tự nhiên cười nói mạnh công tử dùng một bức họa lừa gạt ngươi tới chỗ của ta ta cũng có cảm giác băn khoăn vừa vặn những thứ này đền bù tổn thất cho ngươi Yến Khuynh Tuyết cầm mấy bình đan dược đưa qua, Tô Tín cầm trong tay xem xét, không ngờ là đan dược tu luyện, hắn lặng lẽ tiến vào hệ thống đánh giá, đan dược được đánh giá đẳng cấp nhị tinh, xem như không tệ. Không có gì lừa gạt hay không lừa gạt, bức hóa kia đủ làm ta ra tay, ta hiếu kỳ những đan dược này tới từ nơi nào. Lương bá đứng bên cạnh giải thích, ngày hôm qua thành chủ bảo ta mang cho ngươi, trong đó mấy bình đan dược cao cấp là thành chủ điểm danh muốn giao cho mạnh công tử ngươi, những đan dược khác dùng mời chào võ giả. Tô Tín gật gật đầu, cũng không từ chối, hắn trực tiếp đem đan dược vào trong ngực, ta từ chối thì bất kính. Đan dược nhị tinh có giá trị hơn trăm giá trị phản phái, mấy bình đan dược này không rẻ, Tô Tín sẽ không có ngu ngốc đi từ chối. Hắn ngạc nhiên chính là Yến Hoàng cửu đổi tính tử, hắn lại âm thầm ủng hộ Yến Khuynh Tuyết. Đương nhiên đây là chuyện tốt, chỉ cần Yến Hoàng cửu còn bảo trì trung lập, cũng không có đảo hướng thế lực võ lâm tương nam thì hắn có thể thi triển kế hoạch của mình. Chương 170 Thái độ Yến Hoàng cửu 2 Yến Khuynh Tuyết kiểm tra số lượng đan dược một chút, nàng nói có số đan dược này, ta ước chừng có thể mời chào 20 tên võ giả hậu thiên đại viên mãn, trăm tên võ giả hậu thiên trung kỳ, võ giả tiên thiên không phải ta có thể chiêu mộ được. Võ giả tiên thiên cũng đã được xem là cao thủ trong thành thương sơn, muốn dùng những đan dược này kéo bọn họ đứng thành hàng không dễ dàng như vậy. Nhưng võ giả tiên thiên mới là vũ lực trọng yếu khi tranh đoạt vị trí thành chủ. Đừng nhìn hiện tại đám người Yến Trọng Hằng bị một mình tô tín áp chế không ngẩng đầu lên được, thủ hạ có một đám võ giả tiên thiên không phải đối thủ, nhưng kỳ thật đây không phải át chủ bài của bọn họ. Đám người Yến Trọng Hằng dựa vào chính là lực lượng tông môn sau lưng, bọn họ không thiếu võ giả tiên thiên. Tô Tín lạnh nhạt nói, ta nói rồi, những việc này giao cho ta giải quyết. Lương Bá kinh ngạc nói, mạnh công tử, không phải ta hoài nghi ngươi, nhưng võ giả tiên thiên trong thành thương sơn không phải chúng ta có thể chiêu mộ. Hiện tại đại đa số võ giả tiên thiên trong thành thương sơn đều tụ tập dưới chướng thành chủ, còn lại cũng đều bị đại công tử, nhị công tử mời chào, không còn người nào gia nhập chúng ta. Tô Tín khẽ cười nói, vậy thì không nhất định, có thể mời chào võ giả Tiên Thiên trên Phong Vân bảng chứ? Khẳng định sẽ còn thừa những người khác, Lương Bá nói, những võ giả này căn bản không phải chúng ta có khả năng mời chào, những người này trời sinh tính tình không thích bị người khác câu thúc, cho nên cho dù là thành chủ mời chào hay đại công tử và nhị công tử mời chào đều không đáp ứng. Tô Tín duỗi ngón tay lắc lắc trước mặt bọn họ, nói rất đơn giản a à, bọn họ không đáp ứng thì ta đánh bọn họ đáp ứng mới thôi mọi người lập tức trợn mắt há hốc mồm đây chính là mạnh thiếu hiệp thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ sao vì sao hắn lại giống như ác bá thế yến khuynh tuyết do dự nói chúng ta làm vậy có phải không tốt hay không lục ly nhỏ giọng nói đúng vậy mạnh công tử người khác nói ngươi làm việc bá đạo thẹn với danh tiếng hiệp nghĩa tô tín lúc này nửa nụ cười nhạt hắn nói các ngươi còn nhớ ta đã từng nói với các ngươi hay không hiệp giả vì nước vì dân ta cho tới bây giờ chưa từng nói bản thân mình là người hiệp nghĩa làm đại hiệp quá mệt mỏi sư phụ ta không phải đại hiệp ta cũng không phải ta nhiều nhất chỉ là người thích xen vào việc của người khác mà thôi ngày đó ta nhìn thấy đám người yến trọng hằng khi dễ yến tiểu thư cho nên ta không quen nhìn nên ra tay nếu hôm đó không phải yến tiểu thư bị ta khi dễ mà là một giải hán gãy chân ha ha cho dù hắn bị đánh chết ta cũng không quản nghe tô tín nói thú vị Lục Ly lúc này cười khẽ, Yến Khuynh Tuyết cũng buồn cười. Cho nên nói muốn hành hiệp trượng nghĩa, muốn gặp chuyện bất bình cũng phải xem đối tượng là ai. Mạnh thanh trạch ta nhiều lắm không làm ra chuyện khi dễ người khác, cho dù ta có áp chế người khác cũng không có gánh nặng tâm lý đâu. Chuyện này giao cho ta là được rồi, cam đoan trong vòng 3 ngày sẽ mang người trở lại. Nói xong Tô Tín đi khỏi nơi này, nhìn thấy bóng lưng Tô Tín, mấy người lập tức nhìn nhau. Nhìn thần thái Tô Tín tự tin như vậy, hắn có nắm chắc nhất định mới có thể làm trải qua trận chiến lần trước, Tô Tín đã có thể nhất chiến chấn nhiếp toàn trường, bọn họ cũng sinh ra tín nhẹ hiệp mù quáng với Tô Tín. Sau khi rời khỏi nhà, Tô Tín đi tới khách sạn tìm Phương Hạo. Gia hỏa này ngây ngốc trong thành thương Sơn nhiều năm, hắn quen thuộc người và chuyện trong thành thương Sơn như lòng bàn tay, mang theo hắn đi nơi nào cũng có thể được việc. Trong khách sạn, Phương Hạo vừa nhìn thấy Tô Tín đến thì hắn cung kích cúi chào. Công tử, ta còn tưởng rằng ngươi vứt bỏ ta a. À. Tô Tín giả bộ như không phát hiện, hắn chỉ trầm giọng nói ngày hôm qua không mang ngươi theo chính là muốn tốt cho ngươi ngươi cũng nhìn thấy chuyện ngày hôm qua ta chuẩn bị đi giúp yến khuynh tuyết ta đang đối địch với đám người yến trọng hằng hiện tại không nói trước về sau chắc chắn có không ít phiền toái cho nên hôm qua ta không mang ngươi tới nhà yến khuynh tuyết hiện tại ta cho ngươi một lựa chọn ngươi chuẩn bị tê ép tục đi theo ta hay rời đi ngươi muốn rời đi ta sẽ không thu hồi bình đan dược hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng ngày hôm qua ngươi theo ta cũng không có ai nhìn thấy sẽ không lọt vào lỗ tai đám người Yến Trọng Hằng. Đám người Yến Trọng Hằng có hung danh hiển hách trong thành thương Sơn, đi theo Tô Tín gia nhập Yến Khuynh Tuyết có nguy hiểm cỡ nào không cần hắn nhiều lời thì Phương Hạo cũng rõ. Nhưng Phương Hạo nghĩ tới tình cảnh của mình bây giờ, tu luyện hơn 10 năm vẫn là hậu thiên trung kỳ, mỗi ngày sinh hoạt không lý tưởng trong thành thương Sơn, cho dù mình gia nhập dưới chướng đám người Yến Trọng Hằng thì người ta cũng chướng mắt mình. Thật vất vả ỉ vào da mặt dày dính lên cường giả nhân bảng mạnh công tử, nếu bởi vì mình nhát gan rời đi như vậy thì hắn sẽ xem thường mình. Cho nên Phương Hảo cũng chỉ do dự một lúc, hắn nói, Phương Hảo ta cũng không phải tiểu nhân bội bạc, ta lấy đan dược của công tử sẽ đi theo công tử, cho dù công tử bảo ta lên núi đao xuống vạc đầu ta cũng đi. Tô Tín lúc này tươi cười, Phương Hạo ngày bình thường ưa thích miệng lưỡi trơn chu nhưng cũng là người thông minh. chương 171 mời chào một Phương Hảo, võ giả tiên thia trên phong vân bảng có thực lực như thế nào? có bao nhiêu người không bị Yến thành chủ và đa ám người Yến trọng hằng mời chào. Tô Tín hỏi, hắn muốn đánh chủ ý lên phong vân bảng, đương nhiên hắn phỉa thu thập tư liệu trước tiên, bằng không lèm nhèm sẽ hỏng đại sự. Những việc này với phương hạo sống trong thành thương sơn hơn 10 năm lại rõ như lòng bàn tay, hắn không hề suy nghĩ liền nói, võ giả top 10 phong vân bảng đều là tiên thiên linh khiếu cảnh, nhưng cụ thể đả thông mấy khiếu thì không ai biết. Đệ nhất phong vân bảng, đoạn phong đao, liệt tử trọng vào 2 năm trước đã thất khiếu viên mãn, cảnh giới linh khiếu đỉnh phong, hiện tại liệt tử trọng được thành chủ thu vào dưới trướng, cũng là đệ nhất cao thủ của thành chủ. Trên tiên thiên khí hải cảnh chính là linh khiếu cảnh, linh khiếu cảnh chủ ê yếu đả thông, tai mắt mũi miệng, thất khiếu, khi đó linh giác bản thân tăng vọt, đợi tới khi thất khiếu viên mãn là có được lực lượng câu thông thiên địa, luyện hóa thần cung trong nghi tâm, tiến vào thần cung cảnh. Tô Tín kinh ngạc nói, phong vân bảng không có võ giả thần cung cảnh. Phương Hạo giải thích, trước kia cũng có nhưng sau khi tấn thăng đến thần cung cảnh sẽ không ở lại thành thương sơn, bọn họ đều đi vào trung nguyên tìm. Cơ duyên đột phá thần cung cảnh, cho nên bọn họ vừa đi thì tên của bọn họ cũng biến mất khỏi phong vân bảng. Tô Tín gật gật đầu, thần cung cảnh tấn chức nguyên thần cảnh cũng không phải dựa vào khổ tu mà hoàn thành, nhất định phải cơ duyên đốn ngộ mới được. Cho dù đệ tử đại phái cũng cần du lịch giang hồ, tìm kiếm cơ duyên đột phá nguyên thần cảnh. Ngồi trong nhà bế tử quan, cho dù ngươi bế đến chết cũng không thể bước vào nguyên thần cảnh. Cho nên chỉ cần có bước vào thần cung cảnh lại muốn đột phá nguyên thần cảnh chắc chắn sẽ không ngây ngốc tại một nơi quá lâu. Phương Hạo tiếp tục nói, top 3 tới top 20 phong vân bảng đều là võ giả tiên thiên khí hải cảnh, trong đó đại bộ pa ẩn bị thành chủ và các công tử mời chào, không có bị mời chào chỉ có 3 người. Trong đó một người xếp thứ 16, đoạn đao thủ, Niếp Phương, người này xuất thân thợ rèn nhưng thiên phú vô cùng tốt, được một dị nhân giang hồ thu làm đệ tử và truyền thụ võ nghệ. Sau khi dị nhân giang hồ chết đi liền tới thành thương sơn pha trộn, ngày bình thường hắn chế tạo binh khí đặc thù, không thu bạc, truyền thu các loại tài nguyên đan dược, hắn sống rất giàu có, cho nên ai đến mời chào thì hắn cũng không đáp ứng. Thứ hai là Đông Lâm Võ Quán Quán Chủ Đào Thiên, hắn bài danh 21 trong phong vân bảng. Đông Lâm Võ Quán lúc trước chính là võ quán lớn nhất đại thành ở Đông Lâm Phủ Tương Nam Đạo, trong Đông Lâm Phủ cũng là thế lực không kém, nếu không cũng không dám lấy tên là Đông Lâm Võ Quán. Hắn năm đó không cẩn thận đắc tội với tương nam đại phái thiên cơ thần. Đao môn, bị người ta làm tan nhà nát cửa, bản thân hắn trọng thương thoát khỏi Đông Lâm Phủ và đi vào thành thương Sơn kiếm ăn. a à, đúng rồi, hiện tại mẫu thân cửu công tử Yến Thịnh Hằng xuất thân từ thiên cơ thần Đao môn. Đào thiên hiện tại trùng kiến Đông Lâm Võ Quán, bởi vì hắn có thực lực tiên thiên và danh tiếng cường giả phong vân BNGA, có không ít người tới học võ, cho nên cho dù là tài nguyên tu luyện hay bạc rều không thiếu, hắn cũng cự tuyệt những người khác mời chào. Tô Tín như có điều suy nghĩ và gật gật đầu, hai người này cự tuyệt thành chủ cùng Yến Trọng Hằng mời chào đều có điểm giống nhau, nguyên nhân là do bọn họ có thể tự cấp tự túc, thành chủ và đám người Yến Trọng Hằng không có lấy ra đồ vật làm cho bọn họ động tâm. Chính ngờ ở vì như vậy mới có tin tưởng cự tuyệt thành chủ và đám người Yến Trọng Hằng mời chào. Người thứ ba có tình huống như thế nào? Sắc mặt phương hạo cổ quái nói, Người thứ ba không bị mời chào là Hồng Liệt Đào, thực lực mạnh nhất, hắn bài danh thứ 13 trên phong vân bảng, danh hiệu là khi bại khi thắng, làm người tương đối cổ quái. Tô Tín kỳ quái hỏi, danh hiệu này thú vị, tại sao hắn có cái tên cổ quái như vậy? Lũ chiến lũ bại không có gì phải nói nhưng khi bại khi thắng dùng để hình dung người có tính tình bất khuất nhưng đặt lên người võ giả lại có phần không ổn. Mặc kệ người này khi bại khi thắng hay lũ chiến lũ bại cũng không phải lời gì hay, dù sao danh hiệu này cũng chứng minh hắn phế vật, là kẻ thường xuyên bại. Phương Hạo nói ra, người trên Phong Vân bảng khiêu chiến người bài danh cao hơn mình là bình thường nhưng người ta bình thường chỉ khiêu chiến người cao hơn mình một vị trí. Mà hắn không làm vậy, hắn không nên đi khiêu chiến cường giả top 10, nói là cái gì có thắng cùng dai cũng không vẻ vang, hắn muốn khiêu chiến vượt cấp. Hắn dùng tu vi khí hải cảnh khiêu chiến linh khiếu cảnh, tự nhiên không thắng qua trận nào nhưng hắn hết lần này tới lần khác không biết mệt, cho nên liền bị người ta gọi là khi bại khi thắng hơn nữa hắn cũng không phải cự tuyệt mời chào điều kiện mời chào rất cổ quái ngươi nhất định phải đánh thắng hắn thì hắn mới đồng ý gia nhập dưới trướng đối phương tô tín kinh ngạc chuyện này có gì khó chứ chẳng lẽ thành chủ hay đám người yến trọng hằng không tìm ra một cường giả linh khiếu cảnh hay sao phương hạo cười khổ nói tìm ra thì tìm ra cho dù ngươi dùng thực lực linh khiếu cảnh đánh thắng hắn hắn cũng không phục hắn nói phải là võ giả đồng cấp đánh thắng hắn thì hắn mới chịu phục về sau nhị công tử mời một võ giả tiên thiên khí hải cảnh của ly hỏa giáo tới, thật vất vả đánh thắng đối phương, kết quả hắn nói điều kiện của đối phương tốt hơn hắn, dùng binh khí tốt hơn hắn, sử dụng vũ khí tốt hơn hắn, bảo tên võ giả ly hỏa giáo thay đổi binh khí bình thường, không cho phép dùng những vũ khí cường đại đánh với hắn. chương 172 mời chào hai đệ tử ly hỏa giáo cũng là người, bảo hắn ném binh khí chuyên môn thích hợp với mình đi, lại không cho phép dùng vũ khí cường đại của ly hỏa giáo thì làm sao đánh thắng hồng liệt đào Hắn có thể xếp thứ 13 phong vân bảng, thực lực hồng liệt đào kém hơn những đệ tử đại phái nhưng cũng không kém quá nhiều. Bởi như vậy hắn trực tiếp chào gợn đám người nhị công tử, những người khác biết rõ đức hạnh của hắn nên không ai mời chào. Tô Tín gật gật đầu, hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Đi trước dẫn đường, đầu tiên đi gặp Đông Lâm võ quán đào quán chủ. Phương Hạo gật gật đầu, hắn đi trước dẫn đường tới Đông Lâm võ quán. Diện tích Đông Lâm võ quán không nhỏ, nhìn quy mô chừng 4 tòa nhà lớn bên trong có thể thu nạp hơn 500 người luyện võ. Lúc này ở giữa sân có hơn trăm đệ tử đang tu luyện, nhỏ nhất chỉ có 7, 8 tuổi, lớn chừng 20 tuổi. Lúc này có một võ giả trung niên chừng 4, 50 tuổi đang đi lại xem xét, không ngừng chỉ ra chỗ sai lầm của đệ tử, người này chính là Đông Lâm võ quán quán chủ Đào Thiên. Kỳ thật võ quán này không tốt lắm, biết võ công rất nhiều nhưng không có bao nhiêu người biết dạy người khác. Biết luyện sẽ không dạy, đây là vấn đề của rất nhiều võ giả, cho nên thậm chí có chút hít võ giả cả đời không thu đồ đệ, không phải bọn họ không thu, mà là bọn họ nhưng không biết dạy. Giống như tô tín kiếp trước, chức nghiệp giáo viên không phải ai cũng làm được, bằng cấp cao nhưng không có nghĩa ngươi là giáo viên tốt. Đám người tô tín đi vào trong võ quán, đào thiên đã phát giác, đồng thời hắn cũng nhận ra khí tức trên người tô tín hoàn toàn không kém gì hắn. Đào thiên lập tức đi tới, chắp tay nói, không biết hai vị tới võ quán có chuyện gì không. Dĩ vãng trong thành thương Sơn có võ giả tiên thiên đưa đệ tử của mình tới đây nhờ hắn dạy trụ cột cho bọn họ, dù sao hắn có nhiều kinh nghiệm. Nhưng hai vị này cho thấy một là tùy tùng, một mới hơn 20 tuổi nhưng khí thế không kém, hiển nhiên không phải tùy tùng. Tô Tín cười ha hả nói, ta tới đây muốn mời đào quán chủ hiệu lực tiểu thư ta. Đào Thiên hóp mắt, không biết tiểu thư của ngươi là ai. Yến khuynh tuyết, Đào Thiên lập tức mở to mắt, ngươi là Mạnh Thanh Trạch. Cường giả nhân bảng Mạnh Thanh Trạch. Ngày hôm qua Mạnh Thanh Trạch gia nhập dưới trường Yến Khuynh Tuyết, hơn nữa dùng lực lượng một người độc chiến ba tên võ giả tiên thiên khí hải cảnh lại thắng dễ như trở bàn tay, tin tức này đã truyền khắp thành Thương Sơn, Đào Thiên cũng biết tới. Tô Tín chắp tay nói, cường giả nhân bảng thì không dám, không biết người có bằng lòng hiệu lực vì tiểu thư nhà ta hay không. Đào Thiên không hề suy nghĩ nói thẳng, Đào Thiên ta tâm lĩnh hảo ý của Yến Tiểu Thư, tại hạ thật sự không muốn gia nhập vào tranh đấu của thành Thương Sơn, mời mạnh công tử ngươi trở về đi. Tô Tín cười lạnh nói, không muốn liên lụy vào tranh đấu thành thương sơn. Đào quán chủ, vấn đề này không đơn giản như người tưởng tượng đâu, người đã liên lụy vào trong đó rồi. Đào thiên biến sắc, người có ý gì? Tô Tín nhìn qua phần đông đệ tử đang luyện võ, thản nhiên nói, bí mật khó giữ khi nhiều người biết, có nơi nào nói chuyện không? Đào thiên nhìn Tô Tín thật sâu, hắn dẫn hai người Tô Tín vào trong phòng khách, mạnh công tử, người sáng mắt không nói tiếng lóng, người có ý gì? Tô Tín dừng trước mặt Đào Thiên, nói đào quán chủ ta đã từng nghe nói qua chuyện của ngươi lúc trước đông lâm võ quán của ngươi là một trong mấy thế lực lớn nhất đông lâm phủ kết quả lại bởi vì ngươi đắc tội người thiên cơ thần đao môn nên cửa nát nhà tan cuối cùng trọng thương chạy trốn tới thành thương sơn bởi vì đang ở trong thành thương sơn nên thiên cơ thần đao môn cũng không dám làm ẩu kỳ thật ngươi vốn có thể mai danh ẩn tích nhưng ngươi lại xây dựng võ quán lần nữa hơn nữa còn gọi là đông lâm võ quán chỉ sợ ngươi còn chưa bỏ qua chuyện lúc trước a à. Nghe được Tô Tín nhắc tới chuyện cũ, trong mắt Đào Thiên bắn ra hào quang đỏ rực. Phá ra diệt tộc, hắn có thù không đội trời chung với thiên cơ thần đao môn. Nhưng đáng tiếc song phương tranh lệch thật sự quá lớn, đối phương chính là danh môn đại phái trong tương nam đạo, thủ hạ võ giả tiên thiên có hơn trăm người, trong tông môn còn có nguyên thần cảnh võ đạo tông sư tỏa chấn, hắn một ít tiểu quán chủ võ quán vốn không cùng một cấp bậc với dối phương. Cho nên cho dù nội tâm hận đối phương thật sâu nhưng đào thiên cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn tại thành thương sơn. Nhưng đúng như Tô Tín nói, hắn không cam lòng buông tất cả, cho nên hắn mới dùng tất cả tích lũy của mình trùng kiến Đông Lâm võ quán tại Thành Thương Sơn, hơn nữa còn lấy tên giống như Đúc. chương 173 thuyết phục 1, Tô Tín nhìn bộ dạng đào thiên thì hận như thế nên mỉm cười. Chỉ cần đối phương vẫn còn có hận ý trong lòng thì dễ xử lý. Đào thiên lạnh lùng nói, mạnh công tử, người có ý gì? Người nói những lời này là vạch trần vết sẹo của ta sao? Tô Tín lắc lắc đầu nói, đương nhiên không phải, Ta cũng chỉ nhắc nhở Đào quán chủ ngươi thôi, nếu ngươi câu rằng tranh đoạt người thừa kế Thành Thương Sơn không liên quan gì tới ngươi, sau này ngươi chắc chắn sẽ gặp đại sự. Ngươi có ý gì?" Tô Tín trầm giọng nói, "Đào quán chủ ngươi nên biết, mẫu thân cửu công tử Yến Thịnh Hằng xuất thân Thiên Cơ Thần Đao môn. Nếu chờ tới lúc Yến Thịnh Hằng kế thừa Thành Thương Sơn, cả Thành Thương Sơn sẽ trở thành thế lực phụ thuộc Thiên Cơ Thần Đao môn." lúc trước ngươi có thể tránh được thiên cơ thần đao môn đuổi giết đi vào thành thương sơn đó là vì còn có lão thành chủ còn sống nên bọn chúng không dám làm càn nhưng nếu chờ tới lúc yến thịnh hằng kế vị thành chủ thiên cơ thần đao môn triệt để nhập chủ thành thương sơn ngươi cho rằng ngươi có thể sống tốt hay sao ngươi không có quên chuyện lúc trước ta đoán chừng thiên cơ thần đao môn cũng không có quên hơn nữa ngươi còn đặt tên võ quán của mình là đông lâm võ quán đây chính là khiêu khích với thiên cơ thần đao môn dù sao không ai giữ một gia hỏa thù hận bên cạnh mình mà không làm gì. Ngươi nói tới lúc đó thiên cơ thần đao môn có thể chấm dứt hậu hoạn, triệt để giải quyết ngươi hay không? Trên chán đào thiên đổ mồ hôi lạnh như mưa, mười mấy năm qua Yến Hoàng Cửu Tre trở thành thương sơn trung lập với tông môn, các tông môn võ lâm tương nam không dám tới đây nháo sự nên hắn cũng xem nhẹ việc này. Nhưng hiện tại trả qua tô tín nhắc nhở thì hắn suy nghĩ cẩn thận, hiện tại thành thương sơn thật an toàn nhưng sau này không nói trước được. Thiên lại cũng không có đáp ứng, Hắn chấn định nói, ngay cả như vậy ta cũng không cần phải gia nhập dưới chương Yến Tiểu Thư. Nói không dễ nghe, trong tất cả người thừa kế thì thực lực Yến Tiểu Thư là yếu nhất. Nếu ta gia nhập Đại Công Tử và Nhị Công Tử, khả năng bọn họ trở thành thành chủ cũng cao hơn Yến Tiểu Thư. Dù sao chỉ cần không phải Yến Thịnh Hằng trở thành thành chủ, ta đầu nhập vào ai cũng như nhau, cần gì phải đầu nhập vào Yến Tiểu Thư yếu nhất. Tô Tín lắc lắc đầu nói, không phải vậy, đào quán chủ, người suy nghĩ thế lực võ lâm tương nam quá mức đơn giản. Tuy các đại phái tương nam ngày bình thường có ma sát không nhỏ với nhau nhưng chỉ cần là chuyện không liên quan tới lợi ích thì bọn họ sẽ cho nhau mặt mũi. Cho dù Yến Thịnh Hằng không có lên làm thành chủ nhưng chỉ cần thiên cơ thần đao môn muốn tính mệnh của ngươi, chỉ cần nói với người khác một tiếng, cho dù thế lực nào chiếm cứ thành thương sơn thì bọn họ sẽ cho thiên cơ thần đao môn mặt mũi. Cho nên nói chữ Yến khuynh tuyết sau lưng không có thế lực võ lâm tương nam lên làm thành chủ mới có thể bảo hộ ngươi an toàn. Đương nhiên ngươi có thể không tin mạnh mỗ nói chuyện, cũng có thể gia nhập đại công tử, nhị công tử, mạnh mỗ ta xoay người rời đi. Đào thiên giấy dụa suy nghĩ cả buổi, tổ tín nói có lý có cứ làm hắn không thể không tin tưởng. Nếu lựa chọn sai, đào thiên hắn sẽ trả giá chính là tính mạng của mình. Sau nửa ngày, dường như đào thiên cũng nghĩ tới cái gì đó và nói, mạnh công tử, người bảo ta lựa chọn yến tiểu thư cũng có thể, nhưng ta không nhìn ra yến tiểu thư dựa vào cái gì có thể lên làm thành chủ. Nữ nhân này ưu thế tiên thiên đã kém nam nhân một bậc, huống hồ thủ hạ thế lực trong tay đều kém xa đại công tử và nhị công tử. Ha ha, dựa vào cái gì? Tô Tín chỉ chỉ chính mình nói, chỉ bằng mạnh thanh trạch ta đang giúp nàng. Tô Tín nói một câu đầy khí phách, đào thiên sướng sờ, sau đó hắn cười ha ha nói, tốt. Ta sẽ gia nhập dưới trương yến tiểu thư, hắn đáp ứng thống khoái như vậy ngược lại làm Tô Tín sướng sờ. Tô Tín vốn còn cho rằng hắn còn phải khoa tay múa chân thêm nữa, còn phải dựa vào nắm đấm nói chuyện với nhau, không nghĩ tới đào thiên đáp ứng thống có oái như vậy nhìn ra suy nghĩ của tô tín đào thiên cười khổ nói nói thật ta đến bây giờ cũng không thể nào tin được yến tiểu thư có thể đoạt được vị trí thành chủ mạnh công tử ngươi cũng đã nói không chọn yến tiểu thư thì ta cũng không thể chọn người khác huống hồ ta không tin được yến tiểu thư nhưng ta tin tưởng ngươi cường giả nhân bảng không phải là kẻ đần ngươi đã có tin tưởng ta cũng sẽ theo ngươi liều một lần tô tín vỗ vai đào thiên và nói đào quán chủ ngươi yên tâm đi ta cam đoan ngươi sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay. Mạnh công tử, vậy kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Nếu đã hạ quyết tâm đầu nhập dưới trương Yến Khuynh Tuyết, Đào Thiên cũng nhanh chóng điều chỉnh tư thái nên có. chương 174 thuyết phục 2, Tô Tín nói cường giả dưới trương Yến tiểu thư quá ít, võ giả tiên thiên chỉ có ta và ngươi là không đủ dùng, cho nên ta ý định đi mời chào thêm vài người, tiếp theo ta chuẩn bị đi tìm đoạn đao thủ, nhiếp Phương. Đào Thiên trầm giọng nói ta có kết giao với Niếp Phương, binh khí trong võ quán của ta đều đặt hàng trong cửa hàng binh khí của Niếp Phương. Tuy tay nghề của hắn không bằng những luyện khí đại sư chế tạo binh khí hoàng cấp nhưng binh khí qua tay hắn đều là tinh phẩm khi so với những loại khác. Tô Tín gật đầu, nếu như vậy phương diện luyện khí của Niếp Phương còn không tệ, còn kém một bước có thể xưng là đại sư. Binh khí chia làm bốn đẳng cấp thiên địa huyền hoàng nhưng binh khí có phẩm cấp như thế rất hiếm thấy, trong giang hồ đã ít càng ít. Binh khí có phẩm cấp đều là luyện khí đại sư luyện ra, hơn nữa sẽ có tên của binh khí, chúng có đủ loại kỳ dị giống như du long kiếm trong tay tô tín, đây là binh khí hoàng cấp. Có thể chế tạo ra một thanh binh khí hoàng cấp, người chế tạo ra binh khí có tư cách đặt tên cho binh khí của mình, cũng trở thành luyện khí đại sư. Tuy Niếp Phương không phải luyện khí đại sư nhưng tay nghề của hắn rất tê ép cật, thiếu một kiện binh khí đánh ra uy danh mà thôi. Đào quán chủ, tính tình Niếp Phương như thế nào? Có khả năng bị ta mời chào hay không? Tô Tín hỏi, Đào Thiên suy nghĩ một lát, lắc lắc đầu nói, rất khó, Niếp phương người này nói khách khí là chất pháp, nói không khách khí là cứng đầu, hắn không có hứng thú với chiến đấu, hắn chỉ cảm thấy hứng thú với luyện khí mà thôi. Cho dù gia nhập phong vân lôi, hắn cũng vì đạt được tiền tài từ phong vân lôi. Hắn có danh hiệu, đoạn đao thủ, càng thú vị, hắn tu luyện một môn võ công luyện tay, dùng nội công hỏa hệ tạo ra đôi tay vô kiên bất tồi, lúc luyện tới đại thành có thể dùng kim luyện thiết cho nên bị luyện thành thiết thủ. Hắn tham gia phong vân lôi dùng võ công này nhiều nhất hắn sẽ mau chóng đánh nát binh khí trong tay đối thủ, sau đó nhanh chóng chấm dứt chiến đấu. Đến cuối cùng hắn nói với nhân gia có thể nhờ hắn luyện lại binh khí, giảm giá 80%, cam đoan sẽ không gãy như thế nữa. Nghe được Đào Thiên nói như vậy, Tô Tín lập tức cảm thấy cổ quái. Dựa theo lời hắn nói, Niếp Phương này là người thú vị, đánh gãy binh khí của người ta còn làm sinh ý, thật sự làm người ta dở khóc dở cười. Nếu như vậy ngươi dẫn ta đi gặp hắn đi, Tô Tín nói, mạnh công tử xin chờ một chút, ta dàn xếp đệ tử võ quán đã." Đào Thiên nói, hắn bỗng nhiên gia nhập dưới trường Yến Khuynh Tuyết, hắn tạm thời không thể quản lý Đông Lâm võ quán, hắn cũng cần phải giải thích với đám đệ tử mới được, dù sao người ta tới võ quán học võ công mà. Đợi đến lúc Đào Thiên bảo đám đệ tử rời đi, hắn đi phía trước dẫn đường, đi vào cửa hàng binh khí của Niếp Phương. Niếp Phương mở cửa hàng binh khí rất đơn sơ, thậm chí cũng không thể gọi cửa hàng binh khí, còn không bằng gọi là tiệm rèn thì đúng hơn. Mặt tiền cửa hàng dài hơn 10 trượng không có tên, cửa lớn mở rộng, 7, 8 bếp lò thợ rèn nằm bên trái, trên mặt đất bày các loại khoáng thạch lộn xộn, trên tường bên phải treo đầy đủ các loại binh khí. Nếu như đổi các loại binh khí này các loại nông cụ thì nó biến thành cửa hàng thợ rèn. Lúc này trong cửa hàng có một người chừng 30, thân hình cao lớn đang vung vẩy thiết trùy chế tạo kiếm phôi, hắn ở trần từng khối cơ bắp nổi lên vô cùng uy mãnh. Bên cạnh hắn có hai tên thợ rèn học đồ đang thổi gió, bổ sung nguyên liệu, một tên học đồ khác ở bên cạnh chiêu đãi khách nhân. Đừng nhìn tiệm rèn của Niếp Phương vẻ ngoài không được tốt lắm nhưng khách nhân ra vào không dứt, gần như không có lúc nào không có khách. Hơn nữa giá cả binh khí của Niếp Phương cũng không rẻ, thanh kiếm bằng thép tinh bình thường giá vạn lượng, hơn nữa đều không trả giá, người thích mua thì mua. Niếp Phương có thể nói là luyện khí sư nổi danh nhất thành thương sơn, binh khí chính là cái mạng thứ hai của võ giả. Niếp Phương chế tạo ra đồ vật có danh tiếng không cần phải bàn, những võ giả này có nghèo hơn nữa cũng phải tích lũy mua binh khí, sẽ không ai keo kiệt ở phương diện này. Đứng quan sát trước cửa hàng cả buổi, Tô Tín kinh ngạc nói, sinh ý cửa hàng của Niếp Phương tốt như vậy, tại sao hắn không chuẩn bị mặt tiền cửa hàng tốt hơn một chút? Chẳng phải như vậy càng kiếm lời nhiều hơn? Đào Thiên cười khổ nói, mạnh công tử có chỗ không biết, tốc độ kiếm tiền của Niếp Phương không chậm nhưng hắn dùng tiền còn nhanh hơn. Từ xưa tới nay luyện khí sư và luyện đan sư tiêu tiền nhiều nhất, luyện đan sư còn có thể tốt hơn một chút. Một ít đan dược có thể dựa vào đan phương luyện ra, sẽ ít khi có thất bại. Nhưng luyện khí sư không giống, muốn chế tạo ra một thanh binh khí không phẩm cấp dễ dàng, mỗi một thanh binh khí có phẩm cấp đều là độc nhất vô nhị.